Rồi chào các em nha. Bây giờ mình sẽ đi vào xem cái cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Ở đây thì có sưu tầm đề thi của năm 2018 đề thi mẫu nha. Đề thi mẫu năm 2019, đề thi mẫu năm 2020, đề thi mẫu năm 2021 và đề thi mẫu năm 2022. Tổng cộng mình có 5 đề thi. Đề thi này đề thi mẫu được đưa ra bởi Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh luôn chứ không phải là đề thi chính thức nha các em. Đề thi chính thức thì những bạn nào đi thi thì mới biết được cái dạng đề nó như thế nào thôi, được chưa? ở đây thì thầy có một số học sinh đi thi thì về có báo lại với thầy thì cái đề thi chính thức á, nó cũng tương tự như đề thi mẫu này thôi nó chỉ sửa cái loại câu được chơi ví dụ như người ta sửa thực nghiệm hữu cơ thành là thực nghiệm vô cơ được chơi kiểu như vậy nó sẽ thay đổi một chút thôi nhưng mà cái sườn bài nó cũng rất là đúng với cái đề thi mẫu này ha thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào xem cái đề thi mẫu này nó gồm những cái phần nào mình để mình bắt đầu tiến hành vào ôn tập nha các em bây giờ thì mình sẽ có là cái cấu trúc đề thi năm 2018 trước đi ha, mình xem 2018 nè. Thực ra các năm nó cũng tương tự nhau thôi. Tổng cộng nó có 120 câu, trong đó môn hóa của mình nè, nó chiếm là có 10 câu, được chưa? Có 10 câu trong cái phần 3 giải quyết vấn đề thôi. Còn lại chủ yếu là bên toán thôi các em. Bên hóa của mình sẽ tập trung giải quyết 10 câu này. Rồi ha, nó thường nó sẽ tập trung vào khoảng câu 71 đúng không? Tức là 10 câu này nó sẽ tràn nó nó sẽ trải trong từ câu 71 tới câu 120 nhưng mà môn hóa nó sẽ là môn đầu tiên. Mình sẽ kéo xuống bên dưới mình xem nè năm 2020 năm 2018 nè thì cái câu số 71 đúng là câu hóa luôn nè thấy chưa. Đây là một câu dạng bài đốt cháy quen thuộc trong ôn thi tốt nghiệp rồi đúng không? Dạng này thì chắc bạn nào chỉ có thi tốt nghiệp khối A khối B thì chắc chắn là các em biết rồi đúng không? Ở đây thì đây này có đánh dấu số 1 ở trong chỗ của năm 2018 này có để cái sườn cấu trúc đề nè cho các em xem nè. Tiếp tục câu số 72, câu này nó sẽ lạ đối với những em nào chỉ học chương trình 12 nè. Tại vì câu này nó nằm trong phần hóa học đại cương của lớp 10 hay các em hóa học đại cương của lớp 10 đây là phần cấu hình e trong dựa vào cấu hình e mà mình tìm ra cái tính chất của nó ha đó thì đây thì có đánh dấu là cái cái dạng chủ đề của nó là chủ đề nguyên tử và bản tuần hoàn có một câu ở trong năm 2018 thấy chưa thì có để sẵn cái bảng này kế bên này cho em xem đó câu 73 thì đây là câu về tính chất của hợp chất vô cơ đúng không thì có gom về câu chủ đề là hóa học vô cơ đây, đây là cái chủ đề câu số 74, đây là cái chủ đề mà nhiều bạn sợ nhất nè. Tại vì đây là phần giảm tải của chương trình cũ, được chưa? Đây là phần giảm tải của sách giáo khoa cho nên rất là nhiều chỗ không có dạy. Và trong trường cũng lướt qua cái chương này luôn cho nên mình sẽ học kỹ về cái chương này trong khóa học này của mình ha. Trong khóa học ôn thi đến năng lực thì thầy sẽ đánh sâu vào những cái phần nào mà các em chưa được học trong chương trình phổ thông. Đó, thì đây là câu cân bằng hóa học. Đó, cân bằng hóa học. Câu 74 nó thuộc chủ đề cân bằng hóa học ha rồi bây giờ mình xong bốn câu rồi, đúng không sau đó xuống tới bên dưới này nó lại là tới bốn câu vật lý này đúng chưa xong rồi tới sinh nhưng mà một hồi nữa là mình sẽ tới sáu câu hóa nè sáu câu hóa từ câu 91 cho tới câu 96 các em thấy không nó đều dựa vào cái thông tin mà đề bài cho tức là người ta cho một cái thông tin mà sử dụng cho sáu câu liên tục luôn các dạng bài như vậy thì gọi là dạng bài cụm câu hỏi á được chưa thì đó nó sẽ rơi vào sáu câu liên quan tới điện hóa học hết Năm 2018 là như vậy ha. Đây là dạng bài. Nó liên quan tới điện phân dung dịch đúng không? Điện phân dung dịch. Xác định cathode, anode như thế nào. Rồi khối lượng kim loại tính ra. Tức là mình phải dựa trên cái phương trình uh, Faraday đúng không? Đó. Cái này thì từ từ mình sẽ vào giải sâu về sáu câu này sau. Đó là mình xong năm 2018 ha. Qua năm 2019 nè. Cũng tương tự như vậy ha. Mình tới từ câu 71 đúng không? Từ câu 71 mình kéo xuống. Em sẽ thấy môn hóa của mình nó cũng bắt đầu từ câu số 71 và đây nó lặp lại cái câu của năm 2018 nè. Đúng chưa? Đảm qua là đây là người ta cho mình cái đề thi mẫu để mình hình dung cái cấu trúc đề như thế nào thôi. Đề thi chính thức chắc chắn là nó khác. Không bao giờ nó cho dính chính xác như vậy được đâu ha. Mình biết được là nó sẽ rơi vào trong cái dạng bài nguyên tử bản tuần hoàng nè. Thấy chưa? Lại lặp thêm một lần nữa ha. Năm 2019 thì tới câu số 72 lại tiếp tục là cân bằng hóa học. Đó năm 2019 thì câu 73 nó là đốt cháy nữa nè, trùng với 2018 nè, thấy chưa? Nhưng nó bắt đầu câu 74 thì bắt đầu qua tới qua tới cái phần hóa học hữu cơ rồi, hữu cơ 12, phần amin amino acid. Đúng chưa? Đó, thì đó nó sẽ rơi vào trong phần hữu cơ, nó sẽ khác một chút ha. Tiếp theo thì sáu câu bên dưới là câu sáu câu theo cụm thì nó lại lặp lại cái chỗ điện hóa học. Nhưng mà nó giảm số câu xuống các em thấy không? nó điện hóa học nó chỉ còn có 3 câu thôi từ câu 91 tới câu 93 thôi thấy không nhưng mà nó lại thêm một đoạn nữa là đoạn thực nghiệm hữu cơ đây là cái đoạn mà phản ứng este hóa rồi đó đề này thì nói chung là nó năm 2019 thì nó lại đi sâu vào trong chương trình lớp 12 hơn cho nên nó sẽ dễ hơn ha. năm 2018 thì nó đi hơi sâu về lớp 10 lớp 10 được chưa nó thì coi như là xong năm 2018 19 nha bây giờ mình phân tích tiếp cái đề 2020 nè cũng tiếp tục là 10 câu ở cái đoạn 71 các em. Okay. Đây. Vẫn là vẫn là chỗ này là đại cương kim loại chỗ nguyên tử bản tuần hoàng đúng chưa? Rồi cân bằng dịch chuyển cân bằng nè, số 73 nó lại là đốt cháy. 74 thì nó lại là quá trình mà đây là cái câu liên quan tới hóa học hữu cơ đúng chưa? Vậy là trùng với năm 2010 19 các em nhìn thấy nè. Đấy, 2019 với 2020 y chang nhau chẳng qua nó copy lại để ý là người ta nói là cái cấu trúc đề nó sẽ không có thay đổi rồi ba câu sáu câu dưới chắc cũng vậy ha đây nè đúng rồi 91 93 nè rồi phản ứng tay Phá nè nói chung là 2019 với 2020 giống nhau thấy chưa tiếp theo thì các em sẽ nhìn thấy là năm 2021 với năm 2022 nó cũng sẽ giống nhau luôn đây nè được chưa mình sẽ phân tích năm 2021 ha câu số 71 nè Câu số 71 mình sẽ có nè, nó sẽ có bản tuần hoàng đúng không? Quy luật biến đổi trong bản tuần hoàng. Nó cũng rơi vào trong cái chủ đề nguyên tử bản tuần hoàng. Tiếp theo là cái phần đại cương hữu cơ đúng không? Thì xếp nó vào trong phần hóa học hữu cơ luôn. Đây năm 2021, hóa học hữu cơ. Tiếp theo là phản ứng đốt cháy nè. Nó cũng được nằm trong hóa học hữu cơ và cũng là phản ứng đốt cháy cũng được ha. Nhưng mà cái này nó hơi thiên về bên hữu cơ. Được chưa? Rồi, tiếp theo thì tới câu số 74, ăn mòn điện hóa ăn mòn điện hóa này nó rơi vào trong phần hóa học vô cơ cũng được ha hoặc là có thể xếp vào điện hóa học cũng được rồi đó là câu mấy câu này thì nó liên quan tới chương trình lớp 11, 12 lớp 10 nữa đúng chưa nhưng mà có trong sách giáo khoa rồi nhiều bạn cũng đã học rồi ha rồi bây giờ xuống tới bên dưới này nó bắt đầu lạ nè tới câu số 91 nó đụng tới cái gì đây đây là phản ứng phân hủy mà đụng tới nhiệt độ nữa tức là ở đây nó liên quan tới công thức van hoff nữa nè đúng chưa quy tắc van hoff về khi mà tăng nhiệt độ lên thì nó sẽ thay đổi số lần như thế nào về tốc độ phản ứng đó. Đây là cái phần chủ đề khá mới nha. Về chủ chủ đề tốc độ phản ứng, bạn nào học chuyên thì mới học cái này rồi. Còn bạn nào mà chỉ ôn thi tốt nghiệp hoặc là không học bên lớp chuyên đó, thì các em sẽ không biết cái này ha. Thì cái này thì thầy sẽ dạy kỹ cho các em trong các cái bài giảng tiếp theo trong khóa học. Đó. Tiếp theo là tới cái phần hóa phân tích đây. Cái cái phần dưới này thì nó sẽ thuộc vào cái phản ứng phân tích cái nồng độ trong độ của natri hypochlorit tức là clo trừ được chưa đó mình dựa vào cái thông tin trên đề mình xử lý thôi nhưng mà có một số cái nó không có trên đề thì mình phải dựa vào tính chất mình đã học rồi đó kiểu như vậy những cái câu phía bên dưới này, những câu cụm này thường hay là nó khó hơn mấy câu trên bốn câu đầu thì nó tương đối dễ nhưng mà sáu câu cuối đó, đây nè sáu câu cuối ở cái cụm mà kiểu như ba câu một lần hoặc là sáu câu một lần á thì nó sẽ hơi khó được chưa đó nó sẽ chia thành cấu trúc như vậy ha đây mình sẽ có bốn câu đầu tiên lúc nào nó cũng dễ còn bốn còn sáu câu cuối nó sẽ khó hơn nó phân hóa thí sinh hơn rồi chờ đó là mình hiểu sơ về cái cấu trúc đề thi đánh giá năng lực rồi nha về môn hóa rồi năm 2022 nó cũng tương tự vậy thôi ha 2022 nó cũng giống 2021 nha người ta chỉ lấy lại 10 câu này thôi thầy có gom toàn bộ các cái câu trong đề thi đánh giá năng lực từ năm 2018 cho tới năm 2022 về một file cho các em rồi đó ở đây là cái file này thì có để 24 câu ha Thực ra nhìn ở đây nhiều vậy thôi chứ thực ra có một số câu nó bị trùng á cho nên thầy gom nó về một file mươi một, 24 câu liên quan tới môn hóa thôi để các em luyện riêng được chưa file này các em thể lên website lâm mạnh cường vn để các em download ha bạn nào không có trong khóa học thì cũng có thể download được nha đây nè đây là website của thầy chỗ website lâm mạnh cường vn nè các em gõ lên google là lâm mạnh cường hoặc là các em gõ lên website lâm mạnh cường vn cũng được thì các em vào cái nút tài liệu này nè được chưa? Cái nút tài liệu này thì có để là các tài liệu các môn, các cái khối lớp trong này luôn rồi thì các em vào trong chỗ mà tài liệu môn hóa lớp 12 nha. Xem cái file số 7 nè, Thì có để là tổng hợp câu hỏi môn hóa trong đề thi mẫu đánh giá năng lực từ năm 2018 cho tới năm 2022 nha. Chỗ này thì chưa chỉnh á. Được chưa? Thực ra 2021 2022 nó giống nhau. Cái bấm vào chỗ tải file này nè. Nói em bấm vào chỗ tải file thì các em sẽ ra cái file năm 2018 2022 thôi. Được chưa? thì có để sẵn 24 câu trong này rồi. Các em nên in ra làm trước nha. Bạn nào chưa làm thì in ra làm trước đi. Sau đó thì tiếp theo mình sẽ sửa, bắt đầu sửa toàn bộ 24 câu này cho các em. Rồi trong quá trình mà ôn thi đánh giá năng lực trong khóa học của thầy á. Thì các em có thể nhắn tin qua bên Facebook qua Lâm Mạnh Cường này, này nha. Thầy có để thông tin tương tự như thế này. Các em xem qua đúng cái nick này không ha. Đúng cái avatar này không thì các em trao đổi qua bên Facebook này hết ha. Toàn bộ giải đáp thắc mắc thầy sẽ đưa hết cho bên này. Rồi thì cái khóa đánh giá năng lực của mình thì bắt đầu từ ngày... 21 tháng 2 nè cho tới ngày 27 tháng 3 và đi thi đợt 1 luôn ha. Sau đó thì các cái thông tin về các cái khóa khác về đợt 2, đợt 3 thì sẽ thông báo hết trên cái Facebook cá nhân này. Bạn nào đăng ký thì xem ở trên Facebook này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào giải các đề thi mẫu của năm 2018, 19, 20, 21, 22 ha. Thì năm cái năm này mỗi năm là 10 câu nhưng mà sẽ có một số câu bị trùng. Thì lượt bỏ mấy câu trùng ra thì còn lại 24 câu thôi. 24 câu này thì có thể một số bạn nào mà không ôn kỹ môn hóa hoặc là mất căn bản môn hóa đó từ cái khối khác chuyển qua đó thì các em sẽ thấy nó hơi khó nha. Không sao. Thì bài giảng này mình chỉ để xem coi cái mức độ nó như thế nào, mình cần những kiến thức gì để mình giải quyết được 24 câu này thôi. Còn lại thì qua bài giảng các bài giảng sau thì thầy mới đi sâu vào từng chủ đề. Thì lúc đó các em mới cần chú tâm hiểu chi tiết ha. Sau khi các em học hết các chủ đề rồi thì các em quay trở lại đây, các em nhìn cái cái đề thi mẫu, các em sẽ thấy nó đơn giản. Rồi, chào các em nha. Bây giờ mình sẽ vào chủ đề 1 là phản đốt cháy. Đây là cái phản ứng rất là cơ bản khi mà bạn nào ôn thi khối A, khối B, khối D7 á. Tức là những cái khối mà có môn hóa thi tốt kịp trung học phổ thông á. Thì đây là dạng bài rất là cơ bản rồi. Cho nên bạn nào mà thấy đơn giản quá thì các em thể lướt qua cái chủ đề 1 này ha. Qua thẳng chủ đề 2, 3 luôn. Còn bây giờ thì sẽ giảng kỹ cái phần này lại cho những bạn nào chuyển khối. Tức là không có học khối hóa như là khối D kiểu như vậy chuyển qua mà phải học thêm hóa để thi đánh giá năng lực á thì thầy sẽ giảng kỹ chỗ này thực ra nó cũng không có nhiều nguyên tắc đâu các em được chưa chỉ có một vài nguyên tắc thôi bây giờ mình sẽ vẽ cái sơ đồ ra trước ha những cái bài như thế này thì nên vẽ sơ đồ ra để các em dễ hình dung đề bài cho là đốt cháy 12 g hỗn hợp gồm C2H6 C3H4 C3H8 và C4H10 thì đây chính là hỗn hợp này người ta gọi là hỗn hợp ít à, đốt cháy xong thì mới được hỗn hợp ít tức là cộng với oxy xong thì mới được hỗn hợp ít thôi các em vậy thì thật ra cộng với oxy thì toàn bộ cái carbon đó các em thì nó cháy thành co2 nhớ quy tắc đó ha carbon cháy thành co2 bất kể là hợp chất gì được chưa hydro cũng vậy bất kể hợp chất gì thì hydro cũng chuyển về nước được chưa còn oxy thì nó lẫn nằm trong co2 với nước đó rồi rồi niter uh, nitơ thì chuyển về n2 còn cờ lo thì chuyển về HCL được chưa? Từ từ mình sẽ vào gặp những cái dạng bài đó trong các cái bài giảng sau bây giờ mình đang giải đề thi mẫu thì chưa có xuất hiện những cái nguyên tố lạ đó chỉ mới C, H và O thôi sau này thì sẽ nâng cho các em lên bây giờ tiếp tục nè bây giờ carbon thì sẽ chuyển thành là CO2 đúng không còn hydro thì chuyển về nước thì cả hai cái chất này thì người ta gọi là sản phẩm nha sản phẩm này chính là hỗn hợp ít dẫn ít qua H2O4 đặc thì nhận thấy khối lượng bình tăng lên khi mà dẫn qua H2O4 đặc đó, thì cái gì bị hấp thụ cái này thì các em phải biết được cái tính chất của H2O4 đặc nếu mà H2O4 loãng thì không có hút nước nha các em, cũng có một dính một chút nhưng mà nó không có hút quá mạnh. Cái H2O4 đậm đặc này nè, nó có một cái đặc tính đặc biệt là nó hút nước vào trong cái cấu trúc của nó ha, nó tạo ra những cái dạng ngậm nước của H2O4, được chưa? Tại vì cái chất này nó rất là háo nước, nó nồng độ quá đậm đặc cho nên chỉ cần một xíu nước qua là nó hút cái nước đó vào liền và làm cho cái khối lượng thực ra H2O4 vẫn là H2O4 thôi. Chẳng qua nó chuyển về cái dạng là H2O4 ngậm nước, được chưa? Nó dính nước ở giữa các phân tử h 2 đó giống như nó giữ lại nước ở trong bình ha vậy thì cái bị giữ lại trong bình là gì là h 2 o ha các em được chưa h 2 o sẽ bị giữ lại trong bình và làm cho khối lượng của bình tăng lên thôi các em thật ra không có phản ứng gì ở đây cả được chưa nó giống như là hóa học ờ, không phải hóa học mà là vật lý vậy đó nếu giống như vật lý vậy đó nó chỉ dính vào thôi chứ nó không có tạo ra cái chất gì mới ở chỗ này ha vậy thì khi nước nước bị hấp thụ hết thì còn lại gì co 2 thôi đúng không đó vậy thì người ta mới hỏi là nếu đốt cháy hoàn toàn 100 trăm gam hỗn hợp khí trên thì thải ra bao nhiêu lít CO2 ở đây là mới 12 gam thì nó sẽ tạo ra nhiêu đây bây giờ người ta hỏi là đốt cháy 100 gam vậy tức là mình sẽ tính xong rồi mình mới đem đi đốt cháy 100 gam hỗn hợp ban đầu ha thì người ta mới hỏi là cái CO2 bao nhiêu tức là mình sẽ tam xuất ra tức là sao bây giờ cố tình bài này nè mình đốt cháy 12 gam thôi mình tính là được CO2 là bao nhiêu sau đó mình nhân tỷ lệ lên 100 gam được bao nhiêu CO2 đó ý của cái câu này là như vậy thôi được chưa? hiểu rõ ý của đề trước ha Vậy đầu tiên thì người ta đã cho mình cái số mol của nước rồi đó em. Số mol nước tính nhanh thôi đúng không? Uh, H2O thì nó là 2 nè cộng với uh, 16 nữa hai cái H là 18 đúng không? 21,6 chia cho 18, 21,6 chia cho 18 thì số mol của nước nó sẽ là 1,2 mol thôi em. 1,2 mol được chưa? Số mol nhắc lại công thức một chút cho những bạn nào mà không luyện hóa trước đây ha. M nhỏ chia M lớn thôi em. Số mol thì bằng khối lượng chia cho khối lượng mol khối lượng mol thì mình cộng từng cái nguyên tố này với nhau. Ở đây là có 2H với 1 o ha. 2H là 2 x 1 cộng với 1 o nữa là 16 nữa là 18 thôi các em. Vậy thôi. Vậy là mình có được số mol của nước rồi nha. Vì số mol của nước đây là 1,2 thì trên này cũng là 1,2 luôn. Toàn bộ nước bị hấp thụ hết nha. Rồi vậy thì CO2 là nhiêu nè. Muốn biết CO2 là nhiêu á. Thì mình sẽ làm như thế này. Trong này thực ra nó gồm hai thành phần là carbon và hero đúng không? 12 gram đó nó gồm nhiều chất nhưng mà mình có thể chia ra thành carbon với hydro thôi trong đó hydro á thì nước nó có hai cái nguyên tử hydro ở đây thấy không các em nhưng mình nhân hai lên mình sẽ được số nguyên tử hydro có trong cái hỗn hợp ban đầu được chưa cái này gọi là quy tắc bảo toàn nguyên tố hydro đó 1,2 nhân 2 là 2,4 ha lấy 12 trừ lại cho 2,4 rồi chia cho 12 thì mình ra được là 0,8 được chưa vậy là được carbon rồi đó lấy tổng khối lượng đây là có phải là tổng khối lượng của carbon và hydro không mình trừ cái hero ra thì nó phải là được carbon không đúng chưa cho nên đây thì mình sẽ được là số mol CO2 nó sẽ là 0,8 theo bảo toàn nguyên tố carbon đem carbon từ phía trước ra đây luôn đúng chưa tại vì thực ra là nó bằng carbon này mà carbon này là bằng carbon này được chưa cho nên mình đem toàn bộ carbon từ phía trước ra phía sau đó là mình đang dùng bảo toàn nguyên tố carbon đó vậy từ đây mình ra được số mol của CO2 ha tức là carbon trước phản ứng và carbon sau phản ứng nó bằng nhau đó, chỗ này thì người ta hỏi mình là cái CO2 cuối cùng là bao nhiêu. Vậy thì CO2 chỗ này nè, nó sẽ chính là cái CO2 ở trên nhưng mà nhân nhiều lên đúng không? Nhân tam suất ra đúng không? Nhân chéo chia ngang thôi đúng không? Thì mình sẽ là 0,8 nhân cho 100 chia cho 12 thì mình sẽ được số mol CO2 ở dưới này ha. Đây mình ra được là 20 phần 3. 20 phần 3 mol lận. Là... Lớn lắm ha. Từ đây thì mình suy ra được thể tích về điều kiện tiêu chuẩn á thì thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của khí nha khí chứ không phải là chất lỏng nha thì nó chính là số mol nhân cho 22,4 thôi kem cho nên đây mình sẽ lấy là số mol là 20 phần 3 nhân cho 22,4 lên là... mình ra được là 149,333 thôi kem rồi vậy thì đáp án của mình nó là câu E à, thế thôi để chơi câu đầu tiên đơn giản nha nó chỉ là mình chuyển carbon từ đầu tới cuối bằng nhau rồi hero đầu cuối trước phản ứng và sau phản ứng nó cũng bằng nhau vậy thôi ha cái quy tắc làm những cái bài phản ứng đốt cháy là như vậy rồi mình qua tới câu số 2 ha cũng là một bài tập đốt cháy nhưng mà nó khó hơn câu lúc trước người ta chỉ kêu mình tính cái số mol khí co2 thôi còn câu này thì người ta cho hết cái phần phía sau bắt mình tìm cái công thức phân tử câu số 1 thì cho công thức rồi nằm mấy cái c2h6 c 4 là công thức phân tử đó thì bên này người ta cho mình một chất thôi thì không biết nó là hợp chất gì thì nhìn bốn đáp án đi C2H4O2, C2H6O tức là mình không biết được là có bao nhiêu nguyên tử trong đó ha. Thì mình cứ đặt thôi. A mình sẽ đặt là C XHIOZ thôi các Được chưa? Cái này là 6,2 g. Đem đi đốt cháy. Thì mình chỉ cần vẽ sơ đồ thôi nha, cái đừng có viết phương trình ra. Viết phương trình mất công mình cân bằng nữa, thật ra đi thi mình đâu cần cân bằng cái này nhiều, đâu có thời gian đâu. Ở đây cháy ra được là CO2 và nước. Thì mình gọi chung CO2 và nước là sản phẩm cháy nha các Viết tắt là sản phẩm cháy thôi cho được là CO2 và nước. Bây giờ hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch BaOH2. Ở đây là chú ý là BaOH2 này không có chữ dư nha các em. Nếu có chữ dư thì nó chỉ xảy ra phản ứng này thôi nè. Nếu có chữ dư nha thì nó sẽ xảy ra phản ứng của BaOH2 cộng với CO2 ra được là BaCO3. Kết tủa và nước thôi. Nhưng mà vì không có BaOH2 dư, không có chữ dư ha thì mình xét thêm một cái phản ứng nữa đúng ra là CO2 dư nó mà tan một phần kết tủa đó nhưng mà bây giờ mình viết theo một kiểu phản ứng khác là cho tác dụng theo kiểu tỷ lệ 11 và kiểu tỷ lệ 12 ha đó đây ra được là BaHCO3 hai lần được chưa thì cái hàng này không phải kết tủa nhà hàng này tan và hàng này không tan nó tách ra khỏi dung dịch cho nên nó sẽ không nằm trong dung dịch nữa nha các em rồi vậy thì cái sản phẩm cháy này người ta mới nói là dẫn qua BaOH2 dư thôi à, không có dư nha BaH2 thôi dung dịch BaOH2 tức là BaOH2 hòa tan trong nước được chưa để bây giờ này qua đây đi dung dịch BaOH2 hòa tan trong nước thì nước nó gặp nước nó sẽ dính lại với nhau theo cái liên kết hydro ha giữa các phân tử nước nó kéo dính lại với nhau cho nên nó làm cho khối lượng dịch tăng CO2 cũng hấp thụ vào trong cái bình dung dịch qua cái phản ứng này luôn đúng chưa cho nên lúc đó cả CO2 và nước đi vào trong cái dung dịch này làm cho khối lượng dung dịch tăng nhưng mà tại sao đề bài cho mình là khối lượng dịch giảm Tại vì cái phần kết tủa tách ra đó các em. Cái kết tủa này nè, nó không phải là nằm trong dung dịch nha. Kết tủa nè, khí nè là không nằm trong dung dịch. Nên, cho nên cái phần kết tủa này nè, vì nó nhiều hơn cái phần đi vào. Cái phần tách ra khỏi dung dịch nó nhiều hơn phần đi vào dung dịch. Cho nên nó làm cho khối lượng dung dịch giảm đi. Được chưa các em? Vậy thì hệ quả là khối lượng dung dịch dung dịch sau phản ứng này nè, cái dung dịch sau này nè, nó giảm đi 5,5 gram so với cái dung dịch ban đầu này nè, được chưa? Mà dung dịch này chính là dung dịch BAHCO3 hai lần ha. Tại sao biết? Có thể là trường hợp chỗ này BAH2 dư, nhưng mà nếu BAH2 dư đun nóng thì sẽ không thu được kết tủa. Ở đây người ta nói là lọc bỏ kết tủa là bỏ này ra, lấy cái phần dung dịch là phần này. Đem đi đun nóng thì thu được thêm kết tủa nữa, thấy chưa? Thu được thêm 9,85 gram kết tủa kìa. Vậy tức là cái giờ đoạn sau á, cái BAH2 này nè, người ta lại đem đi đun nóng tiếp. Ra được cái phản ứng là BaCO3 kết tủa ha. Tạo ra nước và CO2. Được chưa? Cho nên chỗ này nè, sau khi đun nóng xong á thì mình thu được số mol kết tủa là bao nhiêu? Bây giờ các em bấm BaCO3 coi, Ba nè, C nè, O3 cộng lại mấy số này lại với nhau ha. 137 cộng 12 cộng 16 nhân 3 là 197 ha các em. Lấy 9,85 chia 197 là 0,05 mol. Đây 0,05 mol ở đây. Còn BaCO3 ở trên á thì người ta cho là 19,7 gam kết tủa là cái đoạn trên này nha nó khác với BACO3 này nha đây là hai cái BACO3 ở hai cái giai đoạn khác nhau giai đoạn trên thì người ta cho 0,1 mol giai đoạn sau là 0,05 rồi 0,05 này nè là mình đã có được 0,05 mol này rồi theo cân bằng quy trình nha các em được chưa đem qua đây luôn 0,05 luôn được chưa đem qua CO2 này là 0,1 nha tại vì đây là hệ số là hai được chưa nhân chéo chia ngang nha lúc nào cũng vậy nhân chéo chia ngang thực ra là nhân 1 chia một thì vẫn là 0,1 thôi, đúng chưa? Vậy tổng CO2 lúc này nó là 0,2 mol. Được chưa các em? Đó. BACO3 chỗ này, này nó là 0,1 nha. Đây nè, cái chỗ giai đoạn 1 nè, đúng chưa? Chưa có đun nóng. Rồi, vậy thì nước mình đặt là ít đi. Cái khối lượng dịch giảm này nói rồi, nhớ không? Kết tủa đi ra nó nhiều hơn cái phần đi vào cho nên nó làm cho khối lượng dung dịch thay đổi, đúng chưa? Dung dịch nó bị giảm đi. Thì cái đi ra khỏi dung dịch là 19,7 gram kết tủa đó, đúng không? trừ cho cái phần đi vào. Hơi khó chỗ này một chút ha. Hơi khó đối với những bạn nào mà không có ôn phần hóa hồi trước đây thôi. Được chưa? Thì nói từ từ rất từ từ đó nha. Cái phần đi ra có dung dịch trừ cho cái phần đi vào dung dịch. Được chưa? Thì nó sẽ là khối lượng dung dịch giảm đi. Vậy thì lúc này mình sẽ suy ra được là x bằng mấy? 5,5 nè bằng 19,7 trừ cho 0,2 nhân 44 cộng cho 18x. Son ra 0,3 hai kem đó, vậy là mình ra được cái số mol của uh, nước rồi đúng không? Số mol của nước là 0,3 rồi vậy là có CO2 có nước rồi. Vậy bây giờ mình sẽ tính ra được trong cái thành phần này nè, nó có bao nhiêu carbon, bao nhiêu hydro, bao nhiêu oxy ha? Đó, mình sẽ tính ra bao nhiêu mol carbon, bao nhiêu mol hydro, bao nhiêu mol oxy được chưa? Về mặt carbon thì nó sẽ cháy hết thành CO2, cho nên carbon là 0,2 về mặt hero thì nó sẽ cháy hết về nước đúng không vậy thì số mol hero chính là gấp đôi nước lên là 0,6 oxy thì mình lấy tổng mình trừ lại cho hai này nha các em lấy tổng trừ lại 6,2 trừ 0,2 nhân cho 12 trừ 0,6 nhân cho 1 được chưa thì còn lại là khối lượng oxy được chưa 6,2 gam này chính là tổng khối lượng carbon hero oxy mà carbon hero mình có rồi trừ lại mình chia 16 xuống mình sẽ được số mol oxy ha chia 16 xuống thì số mol oxy là Vậy là tỷ lệ các em nhìn thấy có phải là carbon bằng oxy không? Tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 262 hoặc là 131 đó các em. Như đây nhìn đáp án thì chỉ có 262 thôi, câu C. Được chưa các em? Tỷ lệ x chia y chia z trong công thức phân tử nó chính là tỷ lệ của số mol carbon chia số mol hydro chia số mol oxy. Tại vì nó là hệ số mà. Hệ số carbon, hệ số của hydro oxy chính là tỷ lệ của những cái nguyên tử này trong phân tử A. Được chưa các em? Vậy thì mình ra được là tỷ lệ 262 ha các Hoặc là 131 cũng được. Ở đây đáp án của mình là 262 câu C. Rồi đó là mình xong hai câu về vẫn đốt cháy rồi đó. Đi thi thì nó sẽ có thể ra những cái dạng đốt cháy nó khó hơn một chút. Thí dụ trong này nó có thêm nitơ thì mình phải đặt là NT vào nữa. Hoặc là trong này nó có thêm lo đi. Đúng không? Thì mình phải đặt thêm là uh, Q vào đây nữa đúng không? NTCLQ hoặc là đó, thường nó sẽ cho tới clo là khó nhất rồi. Còn nếu mà dễ thì người ta sẽ thường cho là CH và O thôi. Tới đó thôi. Nhưng mà trong cái bài sau ha, bài sau mình sẽ bắt đầu đi sâu vào hướng đốt cháy hơn. Mình sẽ cho các em thêm một số cái bài tập tương tự như câu 1, câu 2 này nữa. Và những cái bài mở rộng ra, vừa có tơ vừa có clo trong đó nữa ha. Để mình luyện tập cho nó quen tất cả các dạng có thể ra thi trong đề thi. Được chưa? Đó. Về mặt phản đốt cháy thì mình sẽ có những cái dạng bài như vậy. Rồi bây giờ mình qua một cái chủ đề tiếp theo là về hóa học đại cương. Câu số 3 này là một câu liên quan tới phân tích tính chất của nguyên tố dựa trên cái cấu hình E. Được chưa? Còn cái quy tắc viết cấu hình E thì từ từ qua bài sau thì mình sẽ học cách mà viết ra được cái dãy này. Được chưa? Người ta cho số số lượng E trong là viết ra cái dãy này sau. Còn bây giờ mình nhìn cái dãy này trước, mình học cái cách nhìn cái dãy này trước để mình sẽ quyết được cái câu số 3. Thì thì nói sơ qua một chút cái nguyên tắc của nó ha. Thì để mà nhìn á thì các em nên viết rời ra đi. Một cái lớp 1 đi chung với lớp 1, lớp 2 đi chung với lớp 2, lớp 3 đi chung với lớp 3 mình tách riêng ra. Được chưa? Lớp 1 thì mình chỉ có là 2 electron. Được chưa? Lớp 2 thì mình sẽ có 8 electron. 2s2, 2p6. Cái chữ 2s với 2p nè, giống như cái chỗ chứa thôi. Còn con số ở trên đầu này nè các em thì mới là cái số lượng e trong. Tức là cái cái phân lớp 1s nó sẽ có 2 electron điền vào. Được chưa? Rồi cái phân lớp 2s nó có 2 electron điền vào cái phân lớp 2B có 6 e trong điền vào. Đó, cái ý nghĩa là như vậy. Hoặc là ở đây là, còn cái số 2 á, nguyên cái này gọi là lớp, lớp 2. Đây là lớp 1. Được chưa các em? Lớp số 2 thì nó có tới hai phân lớp là phân lớp 2S và phân lớp 2P. Được chưa? Thì trong cái lớp số 2 nó sẽ có 8 e trong. Còn phân lớp 2P nó sẽ có 6 e. Phân lớp 2S nó sẽ có 2 e. Đó, cái cách mà mình dịch diễn giải cái cấu hình e ra là như vậy ha. Rồi 3 của mình là 3S1. Rồi, để mình viết thêm một số cái nữa để cho các em dễ so sánh. 1S2, rồi 2S2, 2P6, 3S2, uh, 3P1 đi. Rồi, ví dụ như vậy. 1S2, 2S2, 2P5 đi. Rồi, ví dụ như vậy. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 p P4 đi. Rồi, cái này là số 6 thì giờ lên trên đây ha. Nó ở trên cái số mũ, số mũ mới là cái số lượng e trong. Rồi, vậy thì cái xu hướng á, xu hướng của các nguyên tử á, thì nó thường là nó có nhu cầu chuyển về chuyển làm sao cho cái lớp cuối cùng của nó. Cái con số, cái con số to nhất của nó nó phải là có 8 e trong. Xu hướng làm sao nó chuyển về đó là nó bền nhất. Tại vì đó là cấu hình e của khí hiếm. Được chưa? Cái quy tắc đó gọi là quy tắc ốc tép hoặc là quy tắc bát tử đó. Rồi, thì một e trong này nè thì muốn mà nó chuyển thành nguyên cái lớp số 3 nó muốn chuyển về 8 e trong á tức là nó phải thêm vào mấy nó phải thêm vào 7 e nữa đúng không kiếm đâu ra 7 e thường trong một phản ứng hóa học á nó chỉ trao đổi có hai ba e trong là, là là hay lắm rồi muốn tìm thêm 7 e trong vào khó lắm vậy cho nên ở đây á nó sẽ có xu hướng á là nó bứt nó bỏ luôn nó bỏ luôn cái 3 s này để cho nó bứt nó biến mất cái này luôn như tức là nó nhường đi một e trong luôn thì nó cũng đạt được bát tử, nó cũng đạt được 8 e trong ngoài cùng, được chưa? Đó, đó là quy tắc ha. Vậy thì đây là vì nó chỉ có một e trong ở lớp ngoài cùng cho nên nó có xu hướng nhường luôn. Nhường một e luôn ha các em, nhường một e. Tương tự như vậy cái chất dưới này nó có 3 e trong bên ngoài muốn lên 8 thì nó phải cộng tới 5 e trong vào lần. Rất khó để tìm được cái 5 e trong mà nhét vào đây. Cho nên trong các phản ứng hóa học đó, thì cái hợp chất có cấu hình e này nó có xu hướng nó nhường đi 3 e luôn đó mình hiểu đơn giản như vậy ha còn cái chất bên này thì mình nhìn thấy là nó đang có 7 e trong ở lớp ngoài cùng đúng không lớp số 2 thì nó có xu hướng gì để lên 8 thì rất là dễ đúng không nó chỉ cần nhận thêm một e trong nữa nó sẽ có xu hướng là nhận thêm một e được chưa còn cái chất bên này thì nó đang là có ở trong cái lớp 3 nó đang có 6 e đúng không thì nó sẽ có xu hướng là nhận thêm nhận thêm 2 e ha đó quy tắc của mình đơn giản là như vậy thôi ha rồi bây giờ thật ra mình sẽ xem cái chất ở đây là chất gì. Nếu mà bạn nào học thuộc được cái số tông hoặc là đi thi khi em có thể mở bản tuần hoàng á. Hoặc là đề thi người ta cho bản tuần hoàng luôn rồi á. Thì em sẽ biết được ngay. Nó là cái chất gì luôn ha. Ở đây là nó có mấy E trong. Đây là 11 E trong. Vậy đây nó chính là natri đó các em. Còn đây là nó sẽ chính là gì đây. Đây chính là có 7. 7 E trong ở bên này là nhóm 7 là halogen đúng không. 7 cộng 2 là 9. Vậy đây là phô lo đó các em đó bên này nó đang là 13 thì đây là nhôm còn bên này nó đang là 16 vậy đây là lưu huỳnh hả em vậy rõ ràng natri có xu hướng nhường một e nó mất đi một cái dấu điện tích âm thì nó sẽ chuyển thành một điện tích dương hả em lấy một điện tích âm của nó đi thì nó chuyển về điện dương nhôm cũng vậy nhôm nhường đi 3 e thì nó sẽ chuyển về điện dương là nhôm dương 3 lo nhận một e tức là nó nhận thêm một điện tích âm vào tức là nó sẽ chuyển lên là flo trừ đúng chưa nó là nhóm halogen còn lưu huỳnh nó nhận thêm hai e sẽ chuyển về lưu huỳnh hai trừ đó được chưa đó cho nên ở đây là đúng các cái dạng của các cái nguyên tố này hết rồi ha nếu bạn nào thuộc được cái đó hoặc là đề thi cho thì dễ quá bây giờ đề thi câu này thì nó chỉ nói tới natri rồi đúng không ít tác dụng được với nước tạo ra khí hiro thì biết rồi natri tác dụng với nước chắc bạn nào cũng biết rồi đúng không phản ứng nó sẽ gây nổ nó sẽ tạo ra được là naoh phản ứng của mình nó sẽ tạo ra naoh và hiro đúng chưa cho nên chỗ này là tác dụng với nước tạo ra khí hydro là đúng nha. Câu B, hợp chất của ít. Ít ở đây đang là natri nha các em. Hợp chất của ít. Với clo là hợp chất ion. Rồi. Clo thì nó cũng giống giống như clo vậy đó các em. Nó cũng là có 7 e bên ngoài. Cho nên nó có khả năng là hút e rất là mạnh. Còn natri thì nó chỉ có một e thôi. Cho nên nó có khả năng nhường e rất là tốt. Một cái là rất là thích nhận. Một cái là rất là thích nhường. Thì hai này mà gặp nhau thì nó sẽ là natri nó nhường hẳn cái một cái e đó cho thành clo luôn thì lúc đó cả hai thằng cùng bền được chưa vậy thì nó nhường hẳn như vậy khi mà nó nhường nữa nữa thì nó sẽ tạo ra liên kết cộng hóa trị tức là nhường nhưng mà vẫn dùng chung cả hai thằng thì đó là liên kết cộng hóa trị cho ví dụ như là ở đây mình có là nhôm với cờ lo thì cái liên kết ở giữa đây nè thì cờ lo nó rất là thích nhận nhưng mà nhôm nó không thích nhường lắm Đấy không nó nhường đi là nếu nó nhường thì nó nhường tới 3 e lần đó. nó rất là khó để nhường cái tính cái tính nhường e của nó không tốt như là natri được chưa tại vì nó đang có ba e nó cũng khá khá bền rồi được chưa vậy thì khi nó tạo ra liên kết nó không có xu hướng cho cờ lo quá trên liên kết chỗ này nè liên kết chỗ này nè nó không phải là liên kết ion tốt mà đây là liên kết cộng hóa trị đó nó thiên về liên kết cộng hóa trị hơn được chưa còn natri thì sao natri với cờ lo liên kết giữa hai này thì một thằng là rất thích nhường một thằng là rất thích nhận cho nên là thằng này nó nhường hẳn cho cờ lo luôn cho nên liên kết này chính là liên kết ion được chưa các em cho nên chỗ này là nó bứt ra luôn giống như là không có liên kết gì giữa luôn ha được chưa đó, nó sẽ nhường ra thành là na cộng và sẽ là trừ luôn thành là liên kết ion ở giữa hai cái này đó cho nên cái hợp chất tạo bởi liên kết ion thì nó là hợp chất ion nên câu b của mình là câu đúng nha đó nói lại liên kết của ion á liên kết ion thì nó được tạo từ kim loại điển hình và phi kim điển hình tức là một chất là rất dễ nhường e một chất là rất dễ nhận e thường nó sẽ là kim loại kiềm kiềm thổ và clo phloi iod tức là cái nhóm halogen đó rồi bây giờ câu A, câu B là câu đúng nha, không chọn câu C. Nguyên tử ít dễ nhận thêm. Đây này nè, sai rõ ràng đúng không? Nhìn cái cấu hình E là biết không thể nào dễ nhận thêm. Được chưa? Tại vì nó chỉ có một E thôi. Muốn nhận thêm thì nó cũng chỉ lên từ một E trong lên hai E trong của đấu bền mấy. Đúng chưa? Bền thì nó phải lên thẳng 8 luôn, nó mới có nó mới thích. Còn nếu không thì thôi nó, nó vứt thằng E trong này luôn cho nó bền hẳn luôn. Vậy nó có xu hướng là nhường một E chứ không phải là nhận thêm một E nha. Cho nên đây là câu sai chính là câu C câu d hợp chất của ít với oxy tan được trong nước tạo ra môi trường bazơ đúng rồi dung dịch na 2 o tác dụng với nước tạo ra dung dịch na oh đúng không tạo ra môi trường bazơ là NaOH, đúng rồi đó là mình đã ôn sơ về các cái nguyên tử mà dựa trên cấu hình e tính chất của nguyên tử có thể suy ra được từ cái cấu hình e trong coi coi nó có xu hướng nhường hay nhận e rồi ha đó là mình nói sơ thôi còn qua cái bài tiếp theo thì mình sẽ nói sâu hơn về các cái cách viết ra cấu hình e như thế này mình qua tiếp câu số 4 nè câu này là một câu kiểu uh, nằm trong cái phần bản tuần hoàng cũng thuộc cái hóa đại cương của lớp 10 thôi các em thì uh, các cái quy luật về bản tuần hoàng sơ sơ thì thầy sẽ dạy cho các em trong cái bài số uh, bài tiếp theo sau khi mà mình học xong cái đề mẫu này nè mình sẽ học sâu về từng cái dạng bài được chưa thì lúc đó mình sẽ vào sâu về bản tuần hoàng riêng nữa còn đây thì mình đang giải đề thi thôi cho nên mình sẽ làm tắt một chút nha bạn nào chưa hiểu cũng không sao, qua bài tiếp theo thì các em sẽ được hệ thống lại hết. Bây giờ canxi, chrome và germany. Canxi, Crom thì có thể các em quen, tại vì trong chương trình lớp 12 đúng không? Nhưng mà germany này thì nó là một cái á kim, tức là cũng là một cái nguyên tố trong bản tuần hoàn thôi. Nó nó thuộc nhóm á kim, tức là nó nửa nửa kim loại, nửa nửa phi kim. Được chưa? Nó được dùng trong các cái vật liệu bán dẫn đó. Ở đây mình không cần biết quá sâu về tính chất của nó, mình chỉ cần nhìn thấy được là những cái chất này có số hiệu nguyên tử tăng dần nè. Đây nè, Z tức là cái số proton trong nguyên tử nó tăng dần. Được chưa? Rồi cùng một chu kỳ nữa, cùng một chu kỳ có nghĩa là nằm trên một hàng trong bản tuần hoàn ha. Trong bản tuần hoàn á, nếu mà nằm cùng cái cột á, cùng cái cột với nhau thì đây là cùng một cái nhóm. Còn nếu cùng một cái hàng thì đây là gọi là cùng chu kỳ, được chưa? Đó, thì ở đây là nó cùng trên một hàng. Thì những cái nào mà cùng trên một hàng á thì cái số lớp e trong nó bằng nhau được chưa các em? Được chưa? Nhớ ha, ở đây là vì nó cùng chu kỳ cùng chu kỳ cho nên suy ra được là cái số lớp E đó bằng nhau. Số lớp E bằng nhau. Cụ thể ở đây canxi thì nó sẽ là nó có 12 E trong đúng không? 1S2, 2S2, 2P6, đây là mười mấy rồi. Đây là 10 rồi, đúng không? À, 3S2, 3P6, đây là 18 rồi đúng không? Rồi 4S2 cái nữa. Đúng rồi, canxi nó sẽ có cấu hình E như thế này. Tức là canxi, chrome, germany ấy, thì nó đều có bốn cái lớp E trong được em, đều có 4 lớp cho nên nó nằm trên một hàng. Đó, hàng tiếp theo nó sẽ là hàng 5 lớp, hàng trên nó sẽ là hàng 3 lớp kiểu vậy ha. Đây là nằm trên một hàng của bản tuần hoàng thì nó có cùng số lớp e trong. Thì cái bán kính nó sẽ quyết định sao? Khi mà cùng số lớp e trong rồi á thì cái bán kính á nó sẽ được quyết định bởi cái điện tích hạt nhân. Vì nó cùng cái lớp e trong thì bán kính á nếu mà nếu mà cái cái cái, cái hạt nhân á nó càng nhiều điện tích dương ha, hạt nhân càng nhiều điện tích dương mình sẽ viết ra luôn hạt nhân càng nhiều điện tích dương điện tích dương thì càng hút đúng không em cái em biết là hạt nhân thì nó sẽ có khối nó nằm ở trung tâm của nguyên tử đúng không còn bên ngoài là lớp vỏ ở đây là nó có bốn cái vỏ nha ở đây thì mình chỉ vẽ đại diện một cái vỏ thôi thì nó sẽ có cái lực hút đúng không tại vì cái hạt nhân thì nó là điện tích dương đúng không còn cái lớp vỏ thì là điện tích âm đúng chưa thì cái hạt nhân nó sẽ hút cái lớp vỏ co lại vào bên trong đúng chưa thì cái hạt nhân này nè mà nó càng có điện tích dương lớn á, càng có điện tích dương lớn thì nó càng hút cái lớp vỏ nó co lại thì lúc đó bán kính nó sẽ giảm được chưa? Vậy thì hạt nhân mà càng có nhiều điện tích dương thì cái lực hút đối với cái lớp vỏ càng nhiều, được chưa? Vậy thì nó sẽ co lại. Vậy lúc đó nó sẽ dẫn tới gì? Hạt nhân mà càng nhiều điện tích dương thì càng thì càng làm giảm bán kính ha, càng làm giảm bán kính của nguyên tử. Đó nhớ cái này ha quy tắc của nó là như vậy vì nó có số lớp e bằng nhau thì mới được làm như vậy nha chứ nếu mà nó một thằng 4 lớp một thằng 5 lớp á, thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái cái nhiều yếu tố khác nữa mà ở đây mình chỉ so những cái thằng nào mà có cùng số lượng lớp thôi ở đây ba nguyên tố canxi chrome germany thì nó đều là có bốn lớp e hết được chưa cho nên mình mới so sánh cái điện tích hạt nhân thôi rồi vậy thì ở đây điện tích dương càng ở đây thì uh, thứ tự của mình là điện tích dương của Germany nó sẽ lớn nhất rồi tới Chrome rồi tới Canxi là điện tích dương thấp nhất đúng không? Cho nên Germany nó sẽ có bán kính nhỏ nhất được chưa? Vậy là bán kính ở đây nó đang giảm dần hả các em? Bán kính giảm dần theo số hiệu nguyên tử Canxi, Chrome, Germany. Vậy là câu B của mình là câu đúng rồi nha. Rồi trong ba nguyên tố thì Canxi có kim loại lớn nhất. Tính kim loại là sao các em? Ở đây thì thầy nhắc sơ cái tính chất của cái bảng tuần hoàn ha. Tính kim loại. Tính kim loại thì càng về phía bên trái thì càng càng có tính kim loại cao tại vì bên đó là bên của kim loại kiềm kiềm thổ mà đúng không nó phản ứng mạnh với nước ở ngay điều kiện bình thường cái khả năng mà khử á nó đại diện cho tính kim loại hay các em cho nên tính kim loại thì càng càng về phía bên trái càng về về bên trái bên trái của bản tuần hoàng ha thì càng tăng được chưa hoặc là mình viết như thế này cho nó rõ nè càng về phía bên trái thì tính kim loại càng tăng đó biết như vậy thì nó rõ ý hơn nè được chưa vậy thì trong ba hàng này thì canxi nó nhỏ hơn cho nên nó nằm phía bên trái tức là cái thứ tự của bản tuần hoàng của mình đó, nó sẽ viết dài dài như thế này xong rồi tới hàng tiếp theo xong tới hàng tiếp theo cho nên vì canxi của mình là nhỏ nhất cho nên nó sẽ nằm ở đây đúng không rồi tới chrome, rồi tới remani trên cái bản tuần hoàng cho nên về phía bên trái thì canxi là nằm bên trái nhất cho nên tính kim loại của canxi là lớn nhất được chưa và rõ ràng nè, thằng Remedy này nó là nửa 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 của phi kim rồi đúng không chứ nó đâu còn nhiều tính kim loại nữa đâu câu số 3 nguyên tố chrome có năng lượng ion hóa thứ nhất lớn nhất năng lượng ion hóa thứ nhất là khả năng mà cái năng lượng mà cần để tách một e trong ra đúng chưa vậy thì thật ra tách khả năng tách ra một e trong thì càng tính kim loại thì càng dễ bứt một e ra mình học ở trong câu số 3 phía trước rồi nhớ không cái phía cái lớp vỏ nó mà càng ít e trong thì càng có xu hướng nhường đi cái e trong đó luôn Đúng chưa? Vậy thì canxi là có khả năng là dễ nhường e nhất. Cho nên cần một lượng nhỏ năng lượng thôi đã đẩy cái e trong của canxi ra rồi. Được chưa? Chrome thì nó cần nhiều năng lượng hơn canxi một chút. Germany thì nó ngang ngã về phi kim luôn rồi. Nó có xu hướng nhận thêm e. Chứ nó không có xu hướng nhường đi e nhiều. Được chưa? Nó có xu hướng nhận thêm e cho nên nó nó sẽ khó nhường e nhất. Cái Germany mới là cái mà khó nhường e nhất nha các em. Chỗ này là Chrome là sai. Chrome là nó ở giữa. Được chưa? Vậy thì ở đây là trong ba nguyên tố thì năng lượng ion hóa thứ nhất lớn nhất phải là Germany mới đúng. Vậy là câu sai là câu C. Trong ba nguyên tố độ âm điện của Germany lớn nhất được rồi ha. Độ âm điện á, thì nó lại đại diện cho tính phi kim. Được chưa? Vậy thì Germany nó đang ngã về phía của phi kim đúng không? Nó đang nửa nửa, nửa kim loại nửa phi kim. Còn chrome với canxi thì gần như là kim loại không. Được chưa? Cho nên tính phi kim của Germany lớn nhất cho nên độ âm điện của nó cũng sẽ lớn theo ha. Tính phi kim đại diện cho cái tính độ âm điện được chưa độ âm điện càng tăng thì tính phi kim càng tăng đó nhớ cái xu hướng đó vậy chỗ đây mình sẽ chốt lại một ý ha à, chỗ này độ âm điện độ âm điện tăng khi tính phi kim tăng ha khi tính phi kim tăng đó mình học sơ sơ như thế này để mình hiểu được cái cách làm của cái câu này thôi còn cụ thể về lý thuyết về những cái à, mẹo làm đó, thì mình sẽ qua bài tiếp theo mình qua tiếp câu số 5 nè. Đây cũng là một cái chủ đề mà thuộc cái chương trình hóa đại cương của lớp 10. Nhưng mà sách giáo khoa của mình cho cái phần đại cương này rất là đơn giản thôi. Nhưng mà đi thi câu này nó lại hơi khó. Hơi khó đối với các em nào mà chỉ học sách giáo khoa. Cho nên phần này này sẽ giảng kỹ cho các em vào trong cái bài chi tiết sau. Còn bây giờ mình sẽ nói sơ qua về chuyển dịch cân bằng trước ha. Chuyển dịch cân bằng nó sẽ áp dụng cho những cái phản ứng mà hai chiều. Được chưa? kem em học phản ứng hai chiều giống như kiểu phản ứng uh, este hóa và thủy phân este trong môi trường axit đó đúng chưa thì nó cũng là thuộc cái quy tắc như thế này ha ví dụ như là a cộng b nó có khả năng phản ứng tạo ra c và d nhưng c và d cũng có khả năng phản ứng với nhau tạo ngược trở lại a và b đó thì cái phản ứng như thế này gọi là phản ứng cân bằng được chưa hoặc là gọi là phản ứng uh, thuận nghịch đó được chưa thì nó sẽ áp dụng cho cái này thì uh, nguyên tắc của mình là gì Nguyên tắc của cái này thí dụ như mình lấy bớt cái A ra. Thí dụ mình lấy bớt cái A ra thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra cái A, được chưa? Còn nếu mà mình thêm cái C vào, thêm cái C mới vào thì nó sẽ dịch chuyển theo chiều làm bớt cái C đi. Đó, tức là sao? Khi mà mình tác động một cái lực hoặc là một cái làm thay đổi cái hệ cân bằng thì cân bằng sẽ tự động dịch chuyển theo chiều chống lại cái sự tác động của ta. Đó, nhớ cái đó ha. Vậy bây giờ mình áp dụng cho câu số 1 coi. À. Câu số 1 này thì FE2O3 cộng với CO ra được FE rắn và CO2 khí. Cái chữ K bên dưới này là chữ khí này nha các em. Sát này là rắn này nha các em. Thì khi mà phản ứng này xảy ra, đây là một cái phản ứng thuận nghịch thôi các em. Ở đây là FE2O3 cộng với 3CO ra được là FE và 3CO2 đúng không? Đó như thế này. Thì các em nhìn rõ nè có phải là cứ 3 3 mol CO mất đi thì sẽ hình thành thêm 3 mol CO2. Đúng chưa? Vậy thì thực ra cái phản ứng này nó sẽ không thay đổi về mặt tổng thể số mol khí. Cho nên áp suất của nó sẽ không thay đổi trong suốt quá trình phản ứng. Được chưa các em? Ví dụ như là CO này mà nó mất đi 2 mol thì bên này cũng tạo ra 2 mol bù lại. Đó, cân bằng của nó sẽ như như vậy ha. Cho nên về mặt hệ số trên phương trình á, nếu mà số mol khí nó bằng nhau ở cả hai cả hai bên vế phải và vế trái thì cân bằng nó sẽ không có làm thay đổi áp suất được chưa các em nhưng mà ví dụ như ý số 3 đây nhìn câu số 3 kìa từ no2 hai cái no2 nó sẽ gộp lại với nhau để tạo ra n2o4 và n2o4 nó sẽ phân hủy về hai cái no2 vậy lúc này thì nó sẽ có ảnh hưởng nha rõ ràng các em nhìn thấy ví dụ như một mon này phản ứng thì sẽ tạo ra nửa mon này vậy thì rõ ràng số mon nó giảm đi rồi số mon mà thay đổi thì áp suất nó cũng sẽ thay đổi theo vậy thì chiều này là chiều tăng hay giảm áp suất kem chiều từ trái sang phải á chiều thuận á thì các em phải biết cái công thức này số mol khí nha số mol khí thì nó luôn bằng là pv chia rt thì đó chính là áp suất nè nhân thể tích chia hàng số r và nhân cho nhân cho t độ nhưng mà t độ này đổi ra độ k nha các em rồi vậy thì đây thì mình nhìn theo công thức này thì áp suất nó sẽ tỷ lệ thuận với số mol khí đúng không vậy thì số mol khí mà tăng thì áp suất tăng số mol khí mà giảm thì áp suất giảm đúng chưa vậy thì đây thì số mol khí nó đang từ 2 xuống 1 nè tức là số mol khí nó sẽ giảm trong quá trình phản ứng theo chiều thuận cho nên đây là chiều áp suất giảm nha em. ngược lại chiều bên này là chiều tạo ra khí đúng không vậy là chiều áp suất tăng đó vậy thì khi tăng áp suất á thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều chống lại sự tác động của ta đúng không Vậy thì khi tăng áp suất thì nó sẽ dịch chuyển theo chiều giảm áp suất, tức là chiều thuận ha. Đó. Vậy thì cái chất cái cái cân bằng số 3 á, thì nó sẽ có bị dịch chuyển cho nên không chọn ha. Còn câu cân bằng số 1 thì nó sẽ không bị dịch chuyển. Chỗ này là CO2 này nó cũng là khí này nha các em, CO2 này là khí này nha. Rồi, vậy thì CaO tác dụng với CO2 thì sao? Rõ ràng là chỉ có một mình thằng này là khí trong cân bằng thôi đúng không? Vậy thì hai bên hai phương trình của nó sẽ không có bằng nhau về mặt số mol khí vậy thì các em nhìn chiều đi chiều là chiều gì chiều thuận là chiều gì chiều thuận là cái chiều mà khí CO2 nó phản ứng là mất đi CO2 đúng không tức là thể tích khí giảm tức là đây là chiều áp suất giảm đúng không ngược lại chiều bên này là chiều tạo ra CO2 là phân hủy xe CO3 đó các em thì đấy là chiều áp suất tăng vậy thì có một cái mẹo là khi mà hai bên hai bên khí nó không bằng nhau thì cân bằng nó sẽ bị dịch chuyển nếu mà thay đổi áp suất đúng chưa Vậy cho nên câu số 2 này của mình nó là câu Câu số 2 này của mình là câu có có bị dịch chuyển nha Vậy là không chọn Đúng chưa? Câu số 2 này là có bị dịch chuyển Còn câu số 4 sẽ không bị dịch chuyển nè Tại vì các em nhìn thấy rõ không? Đây là hai mol khí, đây cũng hai mol khí Đúng chưa? Khí nó sẽ bằng nhau trong suốt quá trình phản ứng Được chưa? Tại vì bên trái, bên trái mất bao nhiêu thì bên phải bù bấy nhiêu Bên phải mất bao nhiêu thì bên trái cũng bù bấy nhiêu Cho nên trong quá trình phản ứng này Thì nó sẽ không thay đổi về mặt số mol tổng thể cho nên áp suất nó sẽ không ảnh hưởng tới quá trình cân bằng như thế này ha đó cái mẹo là mình nhìn hai bên phương trình đó. số mol khí mà nó bằng nhau thì nó sẽ không bị ảnh hưởng về áp suất mà số mol khí mà nó khác nhau thì nó sẽ có bị ảnh hưởng về áp suất mà ảnh hưởng theo chiều nào thì mình phải học cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng đó những cái bài tương tự như thế này mình sẽ vào sâu hơn trong bài mẫu tiếp theo ha như đây là chỉ có ý số 1 và ý số 4 sẽ không bị dịch chuyển cân bằng câu b mình qua tiếp cái chủ đề hóa học vô cơ nè cái này thì gần gũi với chương trình thi tốt nghiệp của mình hơn thì người ta hỏi là các chất nào vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử thì thế nào là sự oxy hóa thế nào là sự khử đã ha sự oxy hóa tức là cái quá trình mà làm tăng số oxy hóa của một cái ion hoặc một chất nào đó ví dụ như ở đây mình có cái chất uh, canxi đi canxi nó dễ bị oxy hóa lên là canxi hai cộng đúng không nó tăng từ số oxy hóa không lên số oxy hóa cộng hai ở đây đúng chưa rồi tiếp theo sự khử đi sự khử là sao sự khử là quá trình làm giảm số oxy hóa ở đây mình có ví dụ như là đồng 2 cộng trong bài này. Thì nó có khả năng bị khử xuống đồng nguyên chất đúng không? Ví dụ như cho là đồng 2 cộng tác dụng với sắt sắt đơn chất thì nó cũng đẩy đồng xuống đúng không? Vậy cho nên ở đây đồng có khả năng bị khử từ cộng 2 xuống xuống 0. Đúng chưa? Đó. Vậy thì để một chất mà vừa có tính oxy hóa vừa tính khử. Đúng chưa? Đề bài hỏi mình là chất vị ông vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử kìa. Thì chất vị ông đó phải vừa tăng được mà vừa giảm được. Chỉ khi nào thôi chỉ khi mà nó có cái số siêu hóa là số siêu hóa trung gian không phải là số siêu hóa tối đa mà cũng không phải là số siêu hóa thấp nhất ví dụ như đây sắt nè sắt thì mình có gì sắt thì mình nó là sắt hai cộng có khả năng tăng lên là sắt ba cộng đúng không mà cũng có thể giảm xuống là sắt không đúng chưa tại vì sắt hai nó chưa phải là số siêu hóa tối đa cũng chưa phải là số siêu hóa thấp nhất nên đây mình chọn được là sắt hai nha các em Vậy là mình loại được câu b đúng không câu b nó không có sắt hai thế loại rồi đúng chưa Loại được câu C tại vì magie nè, magie thì nó không thể nào tăng lên được nữa, magie cộng 2 là tối đa rồi, đúng chưa? Tìm tiếp coi. Ở đây thì các đáp án đều có nổ 2 hết, đúng không? Nè, đồng 2 cộng nữa nè. Đồng 2 cộng thì chỉ có thể năng giảm xuống thôi chứ đồng 2 cộng đâu có tăng lên được nữa. Có đồng 1 nha các em, có thể xuống đồng 1, có thể xuống đồng 0 được, nhưng mà không có lên đồng 3, đồng 4 được, đúng chưa? Nó không vậy thì đồng 2 cộng nó mang số siêu hóa tối đa của đồng là là dương hai rồi nó không có tăng hay giảm được nó nó không có có tăng được nữa nó chỉ có giảm thôi cho nên nó không thể vừa mang tính oxy hóa mà vừa mang tính khử được thì đáp án của mình nó phải là câu a rồi ha nitơ này là nitơ dương 4 chưa đạt đúng không thì có thể lên dương 5 hoặc có thể xuống là âm ba luôn cũng được mà đúng không lưu hình này cũng là lưu hình dương 4 chưa cao lắm đúng không nó còn h hai đôi bốn dương 6 và có thể xuống là h 2 s trừ hai mà hoặc là xuống lưu hình không đúng không đây cũng là nitơ dương 3 nè chưa phải là tối đa của nitơ Tối đa niter tới dương 5 lần. Và thấp nhất của nitơ tới trừ 3. Đó, cho nên đây đáp án mình câu A là quá chuẩn rồi. Chủ đề tiếp theo của hóa vô cơ nó chính là ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa cũng là một phần trong chương trình 12 cơ bản thôi kem Bây giờ mình phải biết cái dãy điện hóa cái đã. Được không? Dãy điện hóa của mình là gì? À, mình học dãy kim loại thôi cho nó đơn giản thôi kem Dãy kim loại thì nó sẽ là khi, nào, cần, may, áo, giáp, crom sắt, nhớ, sang phố hỏi là h2 ha. cửa hàng á phi âu đúng không đây là những cái kim loại mà mình học trong chương trình lớp 9 lên 12 nữa thêm một số gì ông nữa thôi ở đây thì trong cái phản ứng ăn mòn điện hóa thì mình chỉ cần chú ý tới phần kim loại thôi không cần chú ý tới phần gì ông ở đây thì mình nhìn thấy là hợp kim là hợp kim đồng và thiết vậy vừa đặt giữa đồng nè và thiết thì thiết nó mạnh hơn đồng đúng không thiết nó mạnh hơn càng về phía trước thì càng mạnh nha các em càng về phía trước thì tính khử ghim lại nó càng mạnh đó đây là chiều tăng dần tính khử này nha đây là chiều tăng dần của tính khử tăng dần tính khử tức là càng về phía trước thì nó càng dễ bị oxy hóa hay các em tăng dần về tính khử vậy thì giữa thiết và đồng này nè thì thiết nó sẽ hy sinh cho đồng nó bị ăn mòn trước ha thằng này nó bị ăn mòn trước càng về phía trước thì càng dễ bị ăn mòn nha ăn mòn hết thiết rồi thì mới ăn mòn tới đồng. ăn mòn sau được chưa Đó. sau này các em gặp những cái câu khác cũng được chứ không nhất thiết phải là đồng và thiết không có thể người ta cho hợp kim sắt và kẽm kiểu kiểu như vậy ha thì mình có thể dựa vào trong cái dãy này để mình biết vậy thì dựa vào đó mình bắt đầu làm cái chỗ mà nhúng hợp kim đồng và thiết vào trong dung dịch HCl ví dụ như đồng và thiết vào trong dung dịch HCl thì mình nói rồi thiết nó sẽ bị ăn mòn trước đúng không thì đó là nơi xảy ra quá trình oxy hóa từ thiết không thành là thiết hai cộng thành dạng muối đúng không đây là nơi xảy ra quá trình oxy hóa nha đây là nơi xảy ra quá trình oxy hóa còn đây là nơi xảy ra quá trình khử nè khử cái gì khử h cộng xuống lại là h 2 ha dung dịch hcl mà đó vậy bề mặt của sự khử bề mặt của sự khử nó chính là đồng và bề mặt của sự oxy hóa chính là thiết vậy thì chữ o này nè nhớ quy tắc ha khử là chữ K thì đi chung với K tốt là chữ C hai cái này nó đều là phụ âm ha còn oxy hóa là chữ O đúng không thì đi với A nó rồi thuộc cái này nha các em chữ O đi với chữ A chữ K đi với chữ C phụ âm đi với phụ âm nguyên âm đi với nguyên âm thôi thì đây là nơi xảy ra quá trình oxy hóa vậy đây là đây là A còn đây là K tốt ha nó tiếp theo trong quá trình điện phân mình bôi bớt cái này nha các em cái, cái dãy này bạn nào quên thì chép lại học thuộc nha bây giờ mình qua tiếp tới uh, cái quá trình tiếp theo là quá trình điện phân dung dịch siêu cl 2 điện phân dung dịch siêu cl 2 thì bên catot nó sẽ là nơi xảy ra gì các em catot là nơi xảy ra quá định khử cũng giống vậy thôi nè đúng không catot là nơi xảy ra quá định khử vậy tức là đồng hai cộng nó sẽ bị khử xuống đồng thôi các em bằng cách là nhận thêm hai e vào đây đúng chưa còn bên anot anode là Cl trừ đúng không? Cl trừ nó sẽ bị oxy hóa thành là Cl2. Rồi nó bị tách ra 2E đúng chưa? Vậy đây cũng là nơi quá trình oxy hóa. Oxy hóa từ Cl trừ 1 lên được Cl0. Đó. Phân biệt rõ hai quá trình này nha. Một cái là quá trình ăn mòn một cái hợp kim của đồng và và thiết đúng không? Còn bên này điện phân dung dịch siêu Cl2. Nó cũng có những cái cực cathode anode nhưng mà cái quá trình nó uh, khác nhau một chút ha. Rồi, Vậy thì câu A phản ứng xảy ra kèm theo sự phát sinh dòng điện. Thực ra phát sinh là sai. Tại vì cái quá trình điện phân là quá trình tiêu thụ dòng điện chứ không phải là quá trình phát sinh dòng điện. Phát sinh dòng điện phải xử phải xảy ra trong quá trình ăn mòn điện hóa này nè. Tại vì á đồng 2 cộng này nè mà muốn làm bề mặt cho H cộng khử á, thì chỗ này nó phải là quá trình nhận 2E vào đây. Đúng không? Đây là quá trình nhận 2E. Vậy thì E đâu ra? E là do thằng từ thiết chuyển thành thiết 2 cộng thì nó tạo ra nó nhường hai e này đúng không thì e trong này mới đầu đi từ bên thiết đi vào bên đồng để nó khử cái h cộng ở bên phía của đầu. được chưa các em cho nên dòng điện nó sẽ dịch chuyển từ bên cathode qua anode còn e trong thì dịch chuyển từ anode về cathode đúng không cái học vật lý rồi chiều dịch chuyển của dòng điện tức là chiều ngược lại của chiều dịch chuyển e trong đó nè, nhớ ha, à, dòng điện thì dịch chuyển từ cathode qua anode nhưng mà cái e nó trong á thì dịch chuyển từ anode qua cathode vậy thì chỉ có cái quá trình phát sinh dòng điện là trong quá trình ăn mòn điện hóa thôi. Còn trong quá trình điện phân thì đó là quá trình tiêu thụ dòng điện. Rồi, vậy thì câu A của mình là câu sai ha. Không có chữ phát sinh ở đây. Vậy thì mình loại câu A liền ha. Còn câu B ở Anode đều xảy ra sự oxy hóa. Chính xác hay các em. Cái này đúng đối với cả điện phân và ăn mòn luôn ha. Vậy là câu B là câu đúng. Câu C, câu D sai ở đâu nè. Phản ứng cực dương đều là sự khử, sẽ là trừ. Thực ra chỉ có một quá trình khử sẽ là trừ ở bên... Uh, điện phân thôi chứ bên uh, ăn mòn thì đâu có đúng không? Rồi đều sinh ra đồng, sinh ra đồng cũng chỉ có bên điện phân thôi chứ bên này đồng nó là bề mặt của quá trình khử H+ mà đúng chưa? Rồi nhưng mà bây giờ mình học thêm một xíu chỗ mà cực dương cực âm nha. Bây giờ nè, trong uh, ăn mòn điện hóa thì chữ C này là phụ âm đúng không? Thì nó sẽ đi với chữ D của cực dương ha, chữ D của cực dương. Còn chữ anode này là phụ uh, là nguyên âm đúng không? Sẽ đi với nguyên âm ớ của cực âm. Đó, mình nhớ như vậy ha. Thì trong quá trình ăn mòn thì nó sẽ theo đúng nguyên tắc nguyên âm phụ âm. Nhưng bên điện phân thì đảo lại nha. Bên này là cực âm, còn bên này là cực dương. Rồi bạn nào mà thấy phức tạp quá thì đoạn này có thể bỏ qua cũng được. Với lại lúc nãy các em nhìn thấy thì làm câu C, câu D đâu có dùng tới cực âm, cực dương đâu. Ở đây nói thêm cho các em thôi. Mình qua câu số 8 ha. Bắt đầu qua chủ đề tiếp theo là chủ đề về hóa học hữu cơ. Câu này nó có liên quan tới amino acid nè, liên quan tới muối amoni liên quan tới amin liên quan tới este luôn rồi đúng không bây giờ mình xét từng phản ứng thôi cái nào tác dụng được với cả dung dịch NaOH và hcl thì mình chọn bây giờ chất ít thì nó có cấu trúc là nh 2 c 2 h 4 coh ha những cái hợp chất mà vừa có gốc axit vừa có gốc bazơ như vậy á thì nó là amino acid hay nó là tính lưỡng tính nó vừa tác dụng được với cả axit và cả bazơ luôn vậy chắc chắn chọn chất ít được rồi đó ở đây mình cho tác dụng với nào được nè đúng không ra gì ra là NH2, C2H4, CO Na đúng không? Cái H cộng này nè, nó sẽ kết hợp vô H trừ thành nước thôi các em. Rồi Natri đi vào, nối vào cái COO thôi. Tách nước ra ha. Tương tự như vậy, cái NH2, C2H4, COOH cộng với HCl. Thì cái đầu nitơ này nè, nó mang tính bazơ thì nó sẽ bắt lấy cái H cộng thôi các em. Từ NH3 bắt lấy H cộng thì thành, từ NH2 bắt lấy H cộng thì thành NH3. NH3CL thôi ha, dính với ông CL trừ vào. NH3 cộng và Cl trừ kết hợp với nhau bằng liên kết ion ha. Phía đuôi nó sẽ là giữ nguyên thôi, C2H4COOH, được chưa? Phản ứng này thì xảy ra không cần đun nóng gì cả, phản ứng một chiều thôi. Tiếp theo, cái chất Y. Chất Y thì đây là muối amoni của axit yếu thì nó cũng được xếp vào hợp chất lưỡng tính. Nó được cấu tạo bởi hai thành phần là COO trừ và NH3 cộng nè, CH3 ha. Cái em viết là NH3 hay là H3N cũng được ha, nó chỉ là đảo lại thôi nó đúng ra là điện tích dương điện tích âm đây nè nha thì cái hợp chất này thì nó có một phần mang tính bazơ một phần mang tính axit ha cho nên nó tác dụng được với cả axit và bazơ ở đây cho tác dụng với bazơ trước nhưng mà ở đây nè muốn nó tạo ra khí thì phải đun nóng nha các em chỗ này phải đun nóng thì nó mới tạo ra khí chứ thật ra cái CH3 nè 2 nó hình thành nó, nó có tan trong nước cho nên đun nóng thì nó mới bay ra chỗ này mình ra cái muối là CH3 coona na tạo ra được là CH3 thì giống như natri vào đây thì OH vào đây thôi đúng không? OH vào bên đó thì mình được là CH3, NH3, OH. Nhưng mà chất này không bền. Chất này không bền thì phân hủy về NH2 và nước được chưa? Thì cái này nó bay hơi lên mùi khai ha. Tiếp theo, cái chất này nó cũng mang tính của một bazơ nữa mà. Ở bên này là nó đang thể hiện tính axit nó thiên mà tác dụng với NaOH thôi. Nhưng mà gặp HCl thì nó lại thể hiện tính bazơ. Tính bazơ bằng cách á thì các em xem như đây là một cái axit yếu nè. HCl là một axit mạnh đúng không? nó đẩy cái axit yếu nó giành lấy cái đuôi của axit yếu ha chỉ có axit mạnh mới đẩy được axit yếu ra thôi nha axit yếu thì không đẩy ngược lại được cho nên đến đây thì hcl nó mạnh quá nó sẽ giành lấy cái ch 3 nh 3 gắn cái đuôi cl vào còn nó đẩy cái axit ra ngược trở ra thì là ch 3 coh axit acetic là axit yếu mà yếu hơn hẳn so với axit vô cơ hcl ha rồi còn z của mình thì nó chỉ có một đầu có một đầu amin thôi tức là đầu này là mang tính bazơ nè thì chỉ tác dụng với HCL thôi cho nên Z không tác dụng với nào hết được Bazơ giờ thì không tác dụng với bazơ giờ nữa ha cho nên đây Z thì mình bỏ qua vậy chỉ có chất T đó thôi chất T thì liên kết này liên kết este liên kết kết este thì sẽ bị thủy phân trong cả môi trường axit và môi trường bazơ. cho nên nó tác dụng được với cả hai hai các em ở đây thì vẽ cấu trúc nó ra thôi NH2 CH2 COH COC2H5 trong môi trường bazơ. giờ thì cũng phải đun nóng nha các em phải thủy phân este là phải đun nóng chỗ này thì natri vào đây oh vào đây thôi cắt ra được chưa các em thì thành là nh2 ch2 coona cắt bên kia ra thành là c2h5oh tương tự như vậy bây giờ cho tác dụng với uh, axit thực ra thì nó sẽ tác dụng với nước axit nó chỉ là môi trường xúc tác thôi lúc đầu là là, là xúc tác nha nhưng mà sau đó thì cái HCL nó sẽ cũng cộng vào trong cái đầu nạt 2 này ban đầu ở nha ban đầu thì chỗ này đun nóng thì nó sẽ ra được là NH2 CH2 COO COOH ha rồi C2H5OH nhưng HCL nó axit hóa đầu này lên thì nó cũng chuyển về cái chất giống như cái cái ít tác dụng với HCL vậy đó các em chỗ này nó sẽ thành là NH3 CH2 ha nó giống như cái NH2 này nè nó sẽ bắt lấy cái H cộng nó cộng nó vừa đóng vai trò xúc tác mà nó vừa đóng vai trò là một axit axit hóa cái đầu bazơ luôn cho nên ở đây ba chất phản ứng với mình nó chính là x y với t bỏ chất z ra nó bán mình là cô b được chưa cái này thì nó là tính chất cơ bản của hóa 12 rồi toàn bộ đều là hóa 12 hết á mình qua tiếp câu số 9 trong các hợp chất công thức phân tử sau đây thì hợp chất nào có thể là este thì đầu tiên mình học về định nghĩa của este trước đã đúng không este thì nó sẽ có cấu trúc như thế này ở đây thì mình vẽ cái đủ ra đi C nối đôi O luôn ha rồi O R2 đây là một cái este đơn chức thôi em đơn chức nhưng mà nếu este hai chức á, thì nó sẽ có cấu trúc là R1 C nối đôi O đó nguyên cái nhóm chức này là gọi là nhóm chức este ha em đây mình nối với R2 đi thì bên này mình sẽ cho O C nối đôi R3 đi đó thì đây chính là cũng là nhóm chức COO đây cũng là COO cùng nối với một cái anh con ở giữa ha các em đó thì đây là ST2 chức. nó còn nhiều kiểu của ST2 chức khác ha ở đây thì mình để là hai chức đi nó còn ba chức rồi còn nhiều thứ khác nữa nhưng mà ở đây thì nhìn bốn đáp án đi các em nhìn bốn cái chất một hai ba bốn á thì nó chỉ có hai oxy là tối đa thôi đúng không cho nên câu này nó đang nói tới ST đơn chức thôi ha không nói tới ST hai chức và ba chức cho là mình bôi bớt cái này ra rồi Vậy thì ít nhất nó phải có số liên kết pi là mấy? Liên kết pi nó chính là cái liên kết đôi này nè. Liên kết đôi này nó gồm là một liên kết pi và một liên kết sigma hay các em? Một trong hai cái nào cũng được nha các em. Giả sử như bên này là liên kết pi đi thì bên này nó sẽ là liên kết sigma. Thì tất cả những liên kết đơn còn lại đều là sigma hết nha các em. Chỉ có cái nối đôi á thì nó gồm một liên kết pi và một liên kết sigma. Nối ba cũng vậy ha. Ví dụ như các em gặp một cái nối ba như thế này. Thì nó sẽ có một liên kết sigma bên dưới và hai liên kết pi ha. Được chưa? Đó. Thì quan trọng là cái liên kết khung sườn nó luôn là liên kết sigma, liên kết bổ trợ lên nữa là liên kết pi ha, nhớ như vậy. Vậy thì ở đây mình sẽ dựa vào là số liên kết pi của este để tạo ra liên kết pi của este thì ít nhất á trong nhóm chức CO đó phải có một liên kết pi rồi, đúng không? Chưa biết là gốc R1 R2 có thêm liên kết pi hay không ha, cho nên liên kết pi ở đây ít nhất nó phải là một liên kết pi. Phải lớn hơn hoặc bằng 1 nha các em. Đó mà công thức tính liên kết bi dựa theo dựa theo công thức phân tử á, thì nó sẽ như thế này thí à, dụ một hợp chất CHI OZ đi thì số liên kết bi trong cái hợp chất này á hoặc là mình tính tính là K đó các em. K đó chính là số liên kết pi cộng với vòng thì nó bằng gì nó bằng hệ số carbon nhân hóa trị carbon trừ 2 hệ số của hero nhân hóa trị của hero là một các em trừ 2 cộng với hệ số của oxy nhân hóa Hóa trị của oxy là 2 trừ cho 2. Tất cả cộng 2 chia 2 hai các em? Đó, đây là công thức chung ha. Thí dụ sau này các em thêm nitơ vào đây đi, NT vào đi. Thì các em sẽ cộng vào đây là hệ số của nitơ nhân hóa trị của nitơ trừ cho 2. Được chưa? Công thức này gọi là công thức 222 đó. Nhưng mà đối với bài này thì mình chỉ dừng lại oxy thôi. Mình sẽ bỏ bớt cái nitơ nha, sau này ví dụ các em vào những cái bài tập khác thì mình sẽ gặp lại sau. Và ở đây thì các em nhìn thấy để ý oxy không? Oxy ở đây nó lại là 2 trừ 2 cho nên thật ra cái oxy nó không ảnh hưởng tới số lượng liên kết pi. Đúng chưa? Cho nên đây thì mình sẽ bôi luôn oxy ha các em. Đó, vậy là công thức nó sẽ gọn lại. Còn như thế này thôi. Được chưa các em? Bây giờ mình làm gọn hơn nữa nè. Nó chính là bằng 2x trừ y cộng 2 tất cả chia 2 đúng không các em? Tức là lấy hệ số carbon nhân 2 trừ số hydro cộng 2 rồi tất cả chia 2. Thì mình sẽ ra được K của hợp chất. Được chưa? K này là số liên kết pi và vòng Mà pi đã lớn hơn bằng 1 rồi vòng có thể có hoặc không hay các em Cho nên ở đây thì cái này nó cũng phải lớn hơn bằng 1 Thì nó mới thỏa mãn được công thức của este Vậy giờ mình thế vô từng công thức thôi đúng không Nếu mà đối với câu số 1 thì thật ra mình loại ngay câu số 1 liền rồi Nó có hai oxy và lấy gì tạo ra cái nhóm COO đúng chưa Vậy là chỉ có thể là câu 2 hoặc là câu 3 thôi nếu là câu 2 các em lắp vào công thức nè C4H10O2 thì K của chất này bằng mấy? 4 x 2 đúng không? Trừ 10 cộng 2 tất cả chia 2. Thì nó sẽ bằng là 0. Đúng chưa? Nó bằng 0. Vậy thì nó không thể nào là este được. Nó không có liên kết bi lấy gì tạo cái este đúng không? Đó. Cho nên mình loại cái chất này liền ha các em. Nếu mà là C6H8O2 thì sao? Lúc này K bằng mấy? 6 x 2 trừ 8 cộng 2 tất cả chia 2 bằng mấy? 12 cộng 2 là 14, trừ 8 là 6, chia 2 là 3 đúng không? K bằng 3. Đúng là lớn hơn hoặc bằng 1 đúng chưa? Cho nên suy ra được đây có thể là một cái este ha. Hoặc là một số nào chất nào khác nhưng mà có thể viết được công thức este dựa vào công thức C6H8O2. Do việc là mình tính cái K ra. Rồi ha. C4H8O2 thì sao? Cái K của nó bằng mấy? Cái lóc và công thức thôi ha. 4 x 2 trừ 8 cộng 2 tất cả chia 2 là bằng 1 đúng không? Bằng đúng 1. Vậy tức là nó có thể là este đơn chức đúng không các em? nó nó có thể là xe đơn chức tại vì cái này lớn hơn hoặc bằng 1 cho nên hợp lý đúng không? Vậy đây là chỉ có cái công thức C4H10 với C4H8 thôi. Đáp án của mình nó là câu à C3H6 C4H... với C4H8 thôi, C4H10 không được chứ. Vậy là loại cái ý số 2 và ý số 1 ra. Vậy đáp án của mình nó là câu D. Mình đã xong cái câu số 9 ha. Câu này là nó kết hợp giữa cái công thức K của bài đại cương hữu cơ lớp 11 và kết hợp với bài este của lớp 12 nữa ha. Một câu này là tổng hợp hữu cơ luôn rồi. Rồi bây giờ mình qua tiếp câu số 10 nè. Một câu về hóa học phân tích. Ở đây là một cái phản ứng của nước Javen, rồi KI, rồi Na2S2O3. Được chưa? Thì cái cấu trúc của nó, cái phản ứng của nó thì đề bài cho mình hết rồi. Nhưng cái câu này thì vì nó không có trong sách giáo khoa. Cho nên người ta phải cho mình giữ kiện. Nó giống như làm việc mình đọc hiểu vậy đó. Rồi, bây giờ nước Javen thì chứa NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxy hóa mạnh, có khả năng tẩy sát trùng rồi nhưng mà lại trên thông tin cho mình thôi đoạn sau là người ta pha loãng từ 5 từ 5 ml 5 ml pha ra 100 ml pha nước đó nha kem pha ra 100 ml cộng thêm nước vào thôi để pha loãng ra tại vì trong quá trình chuẩn độ á thì trong phân tích thì người ta thường hay pha loãng ra để cho nó xử lý nên nó dễ chứ nếu mà để đậm đặc quá thì cái phản ứng nó dễ bị sai lệch lắm cho nên ở đây thì mình sẽ pha loãng ra 100 ml cho nên lát nữa nếu mà có tính đồng độ thì phải nhân ngược trở lại này chưa? Để nó ra được cái đồng độ ban đầu đậm đặc hơn. Giờ mình pha loãng ra trước ha. Thì được 500ml dung dịch A. Sau đó mới lấy 10ml này ra thôi. Tức là chia nhỏ ra nha các em. Chia nhỏ ra. Chia nhỏ ra là 10ml A. Tức là nó cũng là A thôi. Nồng độ nó vẫn không đổi. Chẳng qua là lấy 1 phần 10 ra. Đi phản ứng thôi ha. Cho vào bình tam giác. Sau đó thêm dung dịch axit acetic vào. Tức là cộng tiếp 10 ml CH3COH 20%. Đây là cái dung dịch này thì nó thường hay dùng làm môi trường axit nhẹ đó các em. Lắc đều thì thu được dung dịch B. Vậy rõ ràng là đây là 20 ml dung dịch, đây đặt tên là B thôi các em. Bây giờ thêm tiếp 10 ml dung dịch KI vào. À, dung dịch KI này nguyên chất đúng không? Ở đây không có chất lẫn chất khác. Ở đây không phải nguyên chất mà là tinh khiết. 10 ml KI ki số mol của ki cho luôn rồi đúng không 2 nhân cho 0,01 là 0,02 mol rồi à, vào b và đắc đều thu được dung dịch c vậy là biết là 30 ml đúng không dung dịch c để phản ứng hoàn toàn với lượng iốt có trong c thì cần na 2 s 2 o 3 rồi thì cần đây là cần tức là cần tức là vừa đủ đó kìa dùng vừa đủ đó kìa cái này nó sẽ phản ứng vừa đủ ha cái này sẽ tăng phản ứng vừa đủ với Na 2 2 3 Vừa đủ. Rồi. Vậy thì số mol của nó là S2 nha các em. Na 2 S2 O3. Số mol của nó thì mình lấy là 0,015 nhân cho 0,1 thôi. Tức là 0,0015 đúng không? Đúng vậy. 0,015 nhân 0,1. Đúng rồi. Là thêm một số 0 rồi thôi. Mục đích của cả cái sơ đồ này nè. Là để người ta tính ra được cái ion CLO trừ trong này là bao nhiêu mol rồi mình chia xuống thể tích để mình lấy cái nồng độ hay các em đó mục tiêu để mình xác định cái CLO trừ này thôi xác định thông qua hai cái phản ứng này hai phản ứng này thì sách giáo khoa của mình không cho cho nên uh, đề thi phải cho để cho mình áp dụng vào mình thế số vào thôi ha vấn đề là mình phải làm sao để mình kéo được số mol mình hiểu được cái bản chất ở đây h cộng á nó chỉ đóng vai trò là môi trường thôi được chưa nó không phải là cái chất oxy hóa cử ở đây h cộng nó vẫn là cộng một từ đầu tới cuối mà cộng một trong nước luôn kìa cho nên cái chất bộ oxy hóa khử ở đây chính là y trừ các em. Y trừ nó sẽ tăng số oxy hóa từ trừ 1 lên 0. Còn CLO trừ nó sẽ giảm số oxy hóa từ cộng 1 xuống trừ uh, 1 nè, đúng chưa? Đó vậy là y trừ nó sẽ nó sẽ đi khử cái cái CL thôi các em. Đó, vậy thì nó sẽ chuyển thành Y2, sau đó cái Y2 mới đi xác định cái số mol Y2 thông qua S2O3 ha. Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ dựa vào số mol của S2O3 2 trừ thôi. Đề bài cho mình số mol Na2S2O3 là 0,0015 kìa. Đúng chưa? Từ đây mình sẽ tính được CLO trừ ha. Rồi, bây giờ mình trả lời từng câu hỏi nè. Câu số 10. Số mol dung dịch. Số dung dịch có thể thay thế axit acetic ở trên. Tức là phải thay thế làm sao mà H cộng này nó vẫn là H cộng. Nó không được quyền quá mạnh ha. Nhưng mà nếu chỗ này nó là NO3 trừ, H2NO3 hoặc là H2NO4 đặc á. Thì nó lại có tính oxi hóa quá cao nó sẽ quay trở lại nó oxy hóa cái I2 này mất và nó làm sai lệch cái kết quả của phương trình bên này hay kem cho nên hai cái dung dịch axit quá mạnh có tính oxy hóa quá mạnh như là HNO3 và H2 đặt rồi mình lại liền rồi nếu mà dung dịch nó vừa có HCl và HClO thì đúng là axit nó yếu đó nhưng cái CLO trừ nó lại bị tăng lên mình đang cần tính cái CLO trừ trong dung dịch mà tự nhiên mình lại thêm cái CLO trừ trong HClO vào đây nữa nó làm sai lệch quá trình tính toán rồi đúng chưa cho nên ở đây á người ta sẽ né dùng cái CLO trừ ha. Ở đây nếu mà dùng cái axit yếu khác thì được nhưng mà đúng cái axit HClO là không được. Đó. Vậy đây chỉ còn mỗi cái dung dịch HCl thỏa mãn được thôi. Nó mang tính axit. H cộng lúc này nó đóng vai trò là môi trường được ha, chứ nó không có tính oxy hóa quá mạnh. Cho nên đây mình chọn là câu A thôi các em. Bây giờ mình mới bắt đầu đi vào tính toán nè. Câu số 11 hỏi tính toán đúng không? Đúng rồi nè, người ta hỏi nồng độ nè. Vậy thì mình sẽ tự dựa vào cái số mol của S2, O3 hay trừ đúng không? Mình chia 2 xuống theo đúng hệ số thôi đúng không? Nhân chéo chia ngang. Thì mình sẽ ra được số mol của I2 đúng không? Vậy là 0.0015 x 1 chia 2 ha. Thì mình ra được là 7.5 x, x 4 Thì các em chuyển nó vào số luôn đi. Đây. đây nó sẽ là 0.00075 ha các em. Đó. Vậy thì đây chính là 0.00075. Vậy thì theo cân bằng thì nó bằng đúng số mol của CLO trừ trong dung dịch đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ nè, cái xe lộ trừ đó là xe lộ trừ nào? Nó không phải là xe lộ trừ này đâu nha. Nó là xe trừ trong cái 10 ml dung dịch A đem đi phản ứng thôi. Được chưa? Vậy là về mặt số mol thì xe lộ trừ trong này nè, nó sẽ là 0,0 0075 hay kem. Vậy thì sau khi chia 10 lần rồi nó mới còn số mol nhiêu đó. Vậy thì trong 100 ml A thì nó có bao nhiêu xe lộ trừ? Đó thì mình phải làm sao? Mình phải nhân 10 lên ha. Đó coi chừng mình đọc thiếu cái đoạn chia 10 rồi thôi. Như đây là 0.0075 ở đây nhưng mà cái đoạn pha nước á, thì số mol không thay đổi chẳng qua là mình thêm nước vào để tăng thể tích từ 50 từ 5 ml thành là 100 ml thôi nên trong này nó vẫn là 0,0075 mol nha đó vậy là mình ra được số nồng độ rồi đó các em nồng độ của CLO trừ là bao nhiêu 0,0075 chia cho đúng không? 0,05 đúng không 0.005 đúng không nồng độ bằng số mol nè à, để viết ra đi chia thể tích ha. thể tích ở đây mình đổi là lít luôn 50 ml là 0,005 lít được chưa là 1.5 hay kem 1.5 m đó nồng độ 1.5 m là rất lớn nha cho nên người ta mới cần phải pha loãng ra 20 lần rồi vậy bây giờ đáp án của mình đó là câu A thôi câu tiếp theo là câu 12 nè người ta hỏi là nếu thêm nhiều hơn 10 ml dung dịch KI vào thì kết quả phân tích hàm lượng NaClO cao hơn thực tế đúng hay sai KI ở đây đóng vai trò gì? Nó chỉ là đóng vai trò là cái chất đi khử cái uh, đi khử cái CLO trừ thôi mà đúng không? Cho nên dùng dư không sao thôi các em. Ở đây người ta cho KI là nhiêu mol? KI là 0,02 mol là quá dư so với 0,0075 đúng không? Cho nên ở đây thì KI ban đầu người ta đã dùng dư rồi. Cho thêm nữa thì nó cũng chỉ dư thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì ha. Cho nên ở đây thì làm cho nồng độ NaClO cao hơn thực tế là sai. Còn câu B, nếu thêm nhiều hơn KI vào thì kết quả thấp hơn thực tế cũng sai luôn, nó không thay đổi gì cả, nó chỉ đóng vai trò oxy hóa thôi. Nếu mà cho dư nó thì nó không có chất xe lộ trừ nữa, xe lộ trừ nó đâu thay đổi đâu, đúng không? Nếu thêm ít hơn thì kết quả nhiều hơn thực tế đã nói rồi ha, ít hơn một chút cũng không sao. Ít hơn một chút cũng không sao ha, tại vì cái này nó đã dùng rất dư rồi, cho nên ít hơn một chút không sao nha. Chừng nào ít hơn quá, ví dụ nó xuống, cái này không phải 0075 mà KI nó đang dùng là 0,02 lần đúng không? Nếu mà nó giảm xuống nữa nó cỡ 0,000 mấy thôi á, nó nhỏ hơn con số này luôn á thì nó mới ảnh hưởng. Được chưa? Ở đây thì giảm một chút không sao đâu. Cho nên câu đúng nó sẽ là câu D ha. Nếu nhiều thêm nhiều hơn KI vào thì kết quả phân tích hàm lượng không thay đổi. Đó, câu này mới là câu đúng nè. Đó, quan trọng là mình hiểu được cái vai trò của từng cái ion ha. Nói lại chỗ này Y trừ nó sẽ đóng vai trò là chất khử ha. Nó đi khử cái ion CLO trừ còn hát cộng nó đóng vai trò môi trường thôi cái chất khử vào môi trường này dùng dư được ha không sao rồi vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái chủ đề tiếp theo là chủ đề điện hóa học điện hóa học thì nó bao gồm hai thứ là ăn mòn điện hóa hoặc là pin điện hóa đó các em với lại là một cái nữa là điện phân thì trong bài trước mình đã gặp pin điện hóa rồi thì phần này mình sẽ gặp tới uh, điện phân rồi đúng không đi sâu vào điện phân dung dịch điện phân dung dịch thì uh, có thể là điện phân dung dịch hoặc là điện phân nóng chảy ha vì đây là những cái chất lỏng dẫn điện thì nó mới tham gia quá trình điện phân được. Anode là nơi xảy ra quá trình oxy hóa ở bài trước mình đã gặp rồi đúng không? Nguyên âm đi với nguyên âm, phụ âm đi với phụ âm nè, đúng chưa? Thì các em phải nhớ thêm một cái quy tắc nữa là thứ tự điện phân á, nó sẽ ngược chiều với dây điện hóa ha. Thứ tự điện phân, nhớ cái này, thứ tự điện phân. Ngược chiều dây điện hóa, Bây giờ người ta hỏi mình là trong cái thí nghiệm 1 này có hai cái muối là chì nitrat và magie nitrat. Người ta hỏi mình là bán phản ứng nào xảy ra ở catot từ quá trình điện phân của thí nghiệm 1 này. Vậy thì catot ở anode chứ, anot là nơi xảy ra quá trình gì? Chữ A đi với chữ O đúng không? Oxy hóa. Quá trình oxy hóa là từ số siêu hóa thấp thành số siêu hóa cao đúng chưa? Tức là từ li ti thành li ti cộng là magie thành magie 2 cộng, chì thành chì 2 cộng. Rồi từ hiro thành nước, rồi từ nước thành oxy. Đó, thứ tự nó sẽ là từ dưới lên thôi các em vậy thì ngược chiều giải điện hóa thì cái nào trước tiên nước bị oxy hóa trước tiên đúng không vậy là từ nước nó sẽ bị oxy hóa thành oxy và h 2 hay các em cho nên đây đáp án mình nó phải là câu c chứ làm gì có chì với ma dê nguyên chất ở đây ở đây chì với ma dê đang tồn tại dạng ion trong dung dịch rồi đúng không Nộ 3 trừ thì không có trong dãy điện hóa ở đây được chưa cho nên ở đây thì mình phải chọn câu c thôi thực ra có độ 3 trừ trong dãy điện hóa nha chẳng qua là nó quá nó quá quá thấp nó không có nằm ở đâu trong cái dãy này hết cho nên ở đây mình phải chọn là nước điện phân ra được là oxy và H cộng thôi ha ngược chiều với điện hóa thì mới đầu vô gặp nước liền rồi đúng không qua tiếp câu số 14 nè câu này hỏi ngược lại bán phản ứng nào xảy ra ở ca tót thôi ca tót là nơi xảy ra sự gì chỉ c là đi với sự khử đúng không đó phụ âm thì đi với phụ âm thôi vậy thì khử tức là nơi cái quá trình đó nó bị giảm số siêu hóa đúng không tức là từ ly ti cộng về li nè từ ma dê hai cộng về ma từ nước về hydro từ chì hai cộng về chì đó đúng cái quá trình của mình rồi, đúng không vẫn áp dụng tương tự như vậy thôi phải là ngược chiều dễ điện hóa vậy là đọc từ phía sau ra phía trước nha đọc từ phía sau ra phía trước thì mình gặp cái gì trước ở đây thì đâu có oxy đâu để giảm đúng không vậy thì phải là có chì hai cộng gặp trước rồi đúng không đó vậy thôi nhìn từ phía sau ra phía trước thì mình sẽ gặp ngay trì hai cộng trong dung dịch đúng không vậy thì chì hai cộng nó sẽ bị khử xuống trì trước tiên đó vậy thôi được chưa ở đây nói thêm một chút nếu mà khử hết chì hai cộng thì nó sẽ khử tới nước nha các em đúng không về hydro sau đó chừng nào mà hết nước rồi thì coi như là hết dung dịch rồi còn gì nữa đâu đúng không còn trong quá trình khử nước này nè nó hình thành cái oh trừ oh trừ nó sẽ kết hợp với mg hai cộng tạo ra magie oh hai hai các em đó nếu mà người ta hỏi thêm thành phần nó chứa cái gì thì mình sẽ biết là nó sẽ kết tủa magie oh hai chứ không có magie nguyên chất sinh ra đâu nha tại vì trong quá trình điện phân nước đó, thì oh trừ sinh ra là nó làm kết tủa magie hai cộng rồi cái magie này mà muốn điện phân đó, thì phải điện phân nóng chảy lúc đó không có nước thì magie cl 2 nó mới điện phân về magie nguyên chất và khí cờ 2 hai được chưa tiếp theo là câu số 15 giá trị ph của dung dịch nó sẽ thay đổi như thế nào thì trong quá trình điện phân thì các em biết là bên anode nó sẽ hình thành h cộng là đúng không bên câu số 13 mình làm rồi hình thành H cộng tức là làm cho môi trường nó chuyển dần về axit đúng chưa? Thì đây mình học một chút về pH ha, ôn lại một xíu. pH thì nó sẽ là một cái giá trị nồng độ thể hiện cái cái lượng H cộng đang có trong dung dịch được chưa? Vậy thì ở đây thì nó sẽ có một cái mốc đó, là mốc 7. Mốc 7 là mốc trung tính ha. Dưới 7 thì nó là môi trường axit. Còn trên 7 thì nó là môi trường bazơ. Đó. Vậy thì lúc đầu là dung dịch nó là mgno 32 và chì à, chị NO32 thì nó cũng là hơi hơi môi trường axit một chút đó nó nằm đâu đây nè 6, mấy 5, mấy kiểu vậy thì trong quá trình điện phân nó hình thành H cộng vậy tức là tạo ra môi trường axit tức là nó dịch chuyển về phía ngày càng xa số 7 ra mà về phía bên trái đúng không vậy tức là nó làm cho pH pH giảm đúng chưa pH giảm do H cộng sinh ra ở sinh ra A mới đúng nha các em đáp án mình nó là câu B được chưa còn ở đây thì đâu có hết trừ gì hình thành đâu đúng không? Cho nên câu số 13 nó quyết định câu số 15 có đúng hay sai. Mình qua tiếp tới câu số 16 nè. Nếu sinh viên trên đổi hai điện cực than chì bằng điện cực chì kim loại thì phản ứng xảy ra nào ở cathode và anode? Rồi vậy là chỗ này nó sẽ liên quan tới hiện tượng là cực dương tan, được chưa? Hiện tượng này xảy ra khi mà cái kim loại đem đi làm điện cực á nó giống với kim loại đang có trong dung dịch. Ở đây là chì hai cộng và kim loại chì, được chưa? ion kim loại trong dung dịch và kim loại dùng làm điện cực nó giống nhau trong sách giáo khoa vật lý của mình á, thì sẽ có cái trường hợp là dung dịch đồng hai cộng nhưng mà điện cực lại làm bằng đồng thì nó sẽ bị hòa tan ha đồng hai đồng nguyên chất nó sẽ bị hòa tan rồi vậy thì bên này chì cũng vậy ha chì nó sẽ bị hòa tan bên anot. anode anode nếu mà trong cái trường hợp của câu số 13 này nè thì nó sẽ là do quá trình oxy hóa nước đúng không nhưng mà trong trường hợp mà điện cực nó làm giống như điện với, với BB 2 cộng luôn á thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là hòa tan chì thành là chì hai cộng hay okay. kem đó vậy thì bên anode đó, nó sẽ là nơi xảy ra quá trình oxy hóa và oxy hóa chính cái điện cực luôn cho nên một hồi điện cực nó sẽ tan dần tan dần đến lúc mà mình hết nó tan hết rồi phải thay cái điện cực khác được chưa còn cathode thì vẫn giữ nguyên thôi ha cathode thì nó vẫn là chì 2 cộng về chì cho nên đây đáp án mình nó phải là câu d yeah học thuộc trường hợp này nha trường hợp này á, là chì hai cộng trong dung dịch chuyển thành chì bám lên trên cathode còn anode thì chính kim loại gì nó sẽ tan ra bù lại chính đúng cái lượng chì vừa mới mất đi ở bên cathode được chưa thì nó cho nên nó được ứng dụng làm mạ kim loại người ta mạ đồng lên các cái kim loại khác thì người ta chỉ cần á, gắn cái kim loại nó lên cathode rồi bắt đầu điện phân tương tự như vậy thôi thì sẽ có một lớp đồng hoặc là một lớp kẽm gì đó nó bám lên trên cái bề mặt của cái vật liệu đó ha được chưa quá trình này gọi là quá trình điện điện cực tan ha, điện cực dương tan đó. Ở đây mình xong câu số 16 nha. Chú ý cái chỗ này. Qua câu số uh, tiếp theo là câu số 17 đúng không? Ở đây thì người ta dùng cái thí nghiệm là điện phân nối tiếp ba cái bình dung dịch luôn. Ở đây điện cực của mình là điện cực PT tức là bạch kim đó các em, nó không giống cái kim loại trong dung dịch ha cho nên sẽ không phải điện tượng cực tương tan đâu. Điện phân bình thường thôi. Cái điện cực uh, bạch kim này nó chỉ dẫn điện vào trong cái dung dịch rồi quan sát thấy có 3,24 gam kim loại bám lên trên điện cực của bình 2. Vậy thì ở đây các tất cả các bình này đều có cái đuôi anion là nổ 3 trừ thì không tham gia quá trình điện phân rồi đúng không? Mình nhìn đâu thấy nó trong cái dãy điện hóa hồi đầu đó. Vậy chắc chắn là nó sẽ xảy ra quá trình oxy hóa là oxy hóa nước thôi. Được chưa? Trong cả ba bình này luôn ha. Cả ba bình này thì anode á, nó luôn luôn là gì? Nó luôn luôn là quá trình oxy hóa nước. Nước chuyển thành là O2 và H cộng đúng không? bạn nào quên thì lật lại cái trang bên kia xem ha đây mình sẽ có là bốn e trong trao đổi còn ca thì khác nha ca thì mỗi bình mỗi khác ca thì bình một á là zn hai cộng nó nhận hai e chuyển về zn đúng không còn bên này là ag cộng nó nhận một e để tạo thành ag đúng không một này là một e nha rồi nhưng mà al ba cộng thì nó lại không bị điện phân tại vì á các em xem lại cái dãy điện hóa nè Al3 cộng nó nằm phía trước của nước. Đúng chưa? Cho nên chỗ này thì nước nó bị khử trước. Rồi mới tới bạc. Tới Al3 cộng. Nhưng mà nước là trong dung dịch nó rất nhiều. Đúng không? Cho nên hết nước luôn thì chắc chắn là hết luôn Al3 cộng rồi. Tại vì OH trừ này hình thành nè. Nó sẽ tác dụng với Al3 cộng tạo ra AlOH3. Vậy thì bản chất nó là quá trình điện phân nước thôi. Được chưa? Vậy là bên này của mình là nó là điện phân nước nha. Nước điện phân ra được là. Uh, hero và OH trừ đây là cộng 2e vào đây đúng không đó cho nên OH trừ này mới quay trở lại kết tủa với AL3 cộng bây giờ người ta cho mình là à, quan sát thấy có 3,24 gam kim loại bám lên trên điện cực của bình 2 tức là số mol bạc hình thành người ta cho mình nhiêu 3,24 chia cho 108 108 ta cho rồi này nha 3,24 0... chia 108 là 0,03 mol bạc bám ở đây được chưa Vậy thì có số mol e trong trao đổi là 0, 03 trong một cái quá trình điện phân nối tiếp á, thì số electron truyền dẫn qua các bình là như nhau đề bài cho mình rồi nè tức là tức là bên này cực âm nó sẽ tạo ra e trong di chuyển vào đây di chuyển qua đây rồi lên đây nó đi một cái vòng khép kín đúng không cho nên nó sẽ cái số mol e trong trao đổi ở mỗi bình nó sẽ như nhau nha các em cho nên đây là số mol trao đổi ở trong cái bình hai là 0,03 người ta cho mình rồi dựa vào số mol bạc thì mình suy được e trong trao đổi ở các bình kia cũng sẽ là 0,03 luôn đúng không không phải không ba đây luôn đúng chưa rồi và bên a nó nó cũng sẽ trao đổi không phải không ba luôn đúng chưa nhưng mà đây là không phải có ba mỗi bình nha rồi vậy thì người ta hỏi gì số gam kim loại kẽm bám lên trên điện cực của bình một bình một ha số gam kim loại kẽm thì nó là không phải không mười lăm theo hệ số của ẻ trong ha kem không phải không mười lăm nhân chéo chia ngang này nha các em nhân cho một chia cho hai thôi là không phải không mười lăm này nhân cho mấy đề bài cho mình phân tử khối của kẽm là sáu mươi lăm đúng không nguyên tử khối chứ 65 thì mình nhân cho 0,015 ra là 0,975 hay kem đáp án của mình là câu C còn nhôm thì sao không có kim loại nhôm nha mà chỉ có kết tủa AlOH3 và nó không có bám lên trên bề mặt bề mặt điện cực cho nên ở đây sẽ không có kim loại nhôm bám ra đáp án mình là câu A mới đúng nha đó nó sẽ hơi khác ở chỗ nhôm với magie tại vì nhôm với magie nằm phía trước của của điện phân nước đúng chưa mình qua câu tiếp theo là câu số 19 nè. Liên quan tới chủ đề là tốc độ phản ứng. Chủ đề này là hoàn toàn mới đối với những bạn nào mà chỉ ôn thi tốt nghiệp thôi đúng không? Tại vì nó nằm trong chương trình thi sinh giỏi và hóa đại cương của đại học. À. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xử lý câu này nè. Bây giờ người ta cho là cái bình này là bình kính chịu nhiệt 1 lít cho aceton vào. Sau đó nung ở cái nhiệt độ 500-600 độ C cho nó phân hủy về CO, CH4 và... CH4 theo đúng cái phương trình người ta cho mình rồi. Áp suất thay đổi. Áp suất em nhìn thấy nó tăng dần đúng không? Tức là do nó tạo ra mấy này nè, khí nó nhiều hơn. Khí càng nhiều thì cái thể tích nó mà thể tích nó vẫn giữ nguyên thì càng nhiều khí nó sẽ làm cho cái lực căng cái 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 lực mà tác dụng lên thành bình của những cái khí ấy, nó, nó tăng tức là nó sẽ làm tăng áp suất thôi được chưa áp suất chính là lực của khí ép lên trên cái bề mặt bên trong của cái bình mà đúng không rồi, bây giờ câu 19 này người ta hỏi khối lượng ban đầu của aceton trong bình là bao nhiêu? Thì mình dựa vào cái thời gian 0 phút này đúng không? 0 phút này tức là ngay từ đầu chưa có chưa có bắt đầu nung đúng không? Thì người ta sẽ ghi nhận được áp suất là 6.75, đây là hoàn toàn là chỉ có aceton thôi. Thì áp dụng đúng công thức thôi ha. Số mol khí bằng PV chia RT đúng không? Áp dụng vào. P ở đây là nhiều, đề bài cho mình là 6.75 atmosphere nè. V đề bài cho là 1 lít đúng không? R là 22,4 chia cho 273. T ở đây là nhiêu? T ở đây là lúc đun nóng là 500 cho tới 600 độ C hả? Không cho con số cụ thể à. à đây nè. 500, uh, 550 độ C nhưng mà phải đổi ra K nha. 273 cộng cho 550 đó. Như vậy mới đúng nè. Nếu mà, mà các em muốn kỹ hơn nữa là 273,15 nó mới chính xác. Thôi để vậy cũng được rồi. 6,75 x 1 chia...

đáp án mình nó là câu A à, đúng chưa câu 20 nè hệ số nhiệt của phản ứng phản ứng này nha phản ứng này là hai hệ số nhiệt cho biết khi nhiệt độ tăng lên 10 độ C thì tốc độ tăng lên bao nhiêu lần thì ý nói của câu này á là đề cho cứ tăng cứ tăng lên 10 độ C cứ tăng thêm 10 độ C thêm chữ thêm đi tăng thêm 10 độ C thì tốc độ tốc độ của phản ứng nó sẽ tăng hai lần đúng không? Tại vì hệ số nhiệt là hai. Độ chỗ số này có thể thay đổi đối với những phản ứng khác nhau hay các em. Tốc độ phản ứng tăng đối với bài này là tăng hai lần. Đó, thí dụ lúc đầu là có trong một giây thì có một mol phản ứng thôi, thì ở đây là trong một giây nó có tới hai uh, mol phản ứng. Có nghĩa là tốc độ phản ứng tăng lên hai lần được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ người ta cho là nếu mà phản ứng phân hủy aceton này á thực hiện ở 500 độ C thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi mà nó tăng lên 550 độ C đó. Vậy tức là để xem coi nó tăng bao nhiêu lần hay là giảm bao nhiêu lần ha. Nếu phản ứng phân hủy aceton được thực hiện ở 500 độ C thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào so với cái thằng 550 lần? Vậy thì ở 500 độ C chắc chắn là nó sẽ nhiệt độ thấp hơn cho nên nó sẽ bị giảm đi đúng không các em? Đúng chưa? Đó, vậy tức là ở đây nè. Ví dụ như là ở 500 độ C thì nó tăng mỗi lần tăng 10 độ thôi nha các em. Tăng lên là 510 trước đi người ta hỏi là nó so với cái thằng 550 á thì nó 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 bao nhiêu lần so với cái thằng 550 chắc chắn là thấp hơn rồi ha cho nên mấy cái số tăng này là dạp dẹp, dẹp nè được chưa từ 500 lên đây thì đã tăng nhưng mà người ta nói là so cái tốc độ của này so với tốc độ của thằng này cho nên nó sẽ bị giảm nha đó chú ý chỗ đó mà chỗ này thì mình sẽ lên là mình sẽ chia thành từng nấc đi ha 510 bạn nào chưa quen thì chia làm từng nấc nha bạn nào học chuyên thì các em sẽ biết công thức rồi đó nhưng mà từ từ coi như là bây giờ mình không biết công thức thì mình sẽ làm như thế nào đó ví dụ mình vô mình gặp một cái bài như vậy mình đọc hiểu đề ha rồi mình bắt đầu mình phân tích từ từ đó đối với câu này á thì em nhìn thấy nó tăng lên bao nhiêu lần từ đây sang đây nè là tăng hai lần đúng không từ đây sang đây là tăng hai lần đúng chưa từ đây sang đây là cũng tăng hai lần nó cứ mỗi lần gấp đôi lên đó vậy thì nó tăng tổng cộng là tăng năm uh, cái hai lần đúng không nó vậy tức là từ 500 lên 550 là tăng hai mũ 5 lần tức là tăng 32 lần hay đó vậy thì tốc độ ở 500 độ C nó chỉ bằng 1 phần 32 so với tốc độ ở 550 độ C cho nên ở đây là nó sẽ bị nó sẽ bị giảm nha kem nó chỗ này là chữ giảm nha cái chiều từ 500 lên 550 thì tăng tăng 32 lần nhưng mà về tốc độ thì nó sẽ giảm là giảm 32 lần khi mà so 500 độ C so với 550. Đọc kỹ đề nha. Người ta kêu cái gì so với cái gì. Ví dụ câu này mà hỏi ngược lại đi. Nếu phản ứng phân hủy aceton được thực hiện ở 550 độ C thì tốc độ thay đổi như thế nào so với 500 độ C? Thì lúc đó mình mới khoanh tăng 32 lần là câu C được. Còn đối với như câu 20 này, câu hỏi như câu 20 này phải khoanh giảm nha. Mình qua câu số 21 ha. Sinh viên dừng phản ứng khi đã xảy ra được 7,5 phút. Thì các em nhìn trên cái bảng này coi Ở 7,5 phút thì Nó chưa phải ứng sản ra hoàn toàn đâu Tại vì nếu xảy ra hoàn toàn thì Hàng này chuyển về Hàng này nó phải là gấp 2,5 lần Về số mol cũng sẽ gấp 2,5 lần áp suất đúng không Cho nên phải là 6,75 nhân 2,5 lên á Thì nó mới gọi là vẫn ứng xảy ra hoàn toàn ở đây mới có một phẩy mấy à. chắc chắn là vẫn còn dư aceton đúng không các em rồi vậy thì thành phần của mình ở đây nó sẽ gồm là aceton ch 3 CHO O không CH3C. Nối đôi O rồi CH3 đúng không? Rồi. CO nè, CH4 nè và C2H4 đúng chưa? Bây giờ người ta cần tách aceton ra khỏi hỗn hợp, tức là lấy thằng aceton này còn mấy này vứt được chưa? Làm sao để lấy được? Bây giờ cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom thì giữ lại CH4 đúng nè. Dung dịch CH2 không giữ được CO đâu nha, tại vì nó không có phản ứng chỉ có CO2 á, thì nó mới kết tủa với xe H2 Cờ lo thì nó có phản ứng với xe 4 đó nhưng mà nó cũng phản ứng với aceton vậy đúng không cho nên ở đây thì không chọn câu A được nha nó phá hủy luôn cái aceton rồi mình đang cần lấy aceton ra mà câu B hạ nhiệt độ hỗn hợp về 25 độ C thì aceton ngưng tụ tách ra được aceton được đúng không Tại vì aceton nó là chất lỏng với điều kiện bình thường cái này đề bài có cho không ta cho nè nhiệt độ sôi là 56 độ C đúng không? Tức là dưới 56 độ C là chất lỏng, trên 56 độ C là nó là chất khí, đúng không? Cho nên ở đây thì hạ về nhiệt độ phòng là 25 độ C, chắc chắn là nó chuyển về thể lỏng rồi. Cho nên hạ về thì lấy tách aceton ra được. Còn mấy cái chất này nè, ở nhiệt độ bình thường nó là chất khí rồi các em. Hydrocarbon mà từ 4C trở xuống là chất khí, còn CO nó còn nhẹ hơn cả CO2 nữa mà. Chắc chắn là chất khí ha. Cho nên hạ nhiệt độ hỗn hợp về 25 độ C là phương pháp đơn giản nhất, đúng không? Cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với KMnO4 thì giữ được c 4 thì đúng rồi nè nhưng mà không giữ được C4 đâu. C4 đâu có phản ứng với KMnO4. KMnO4 nó phản ứng với mấy cái hydrocarbon mà có nối đôi nối ba thôi. C4 nó no mà. Vậy là không được câu C nha. Câu D cho hỗn hợp khí phản ứng với hiro xúc tác niken thì thu được propan 2on dạng rắn. Lọc lấy chất rắn sau đó oxy hóa. Không được, propan 2on không phải dạng rắn, propan 2on là dạng lỏng mà. Dạng lỏng mới đúng nha. Cho nên chỗ này dạng rắn là sai rồi ha. Câu dê là câu sai nha. Qua câu số 22. Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời ba câu hỏi tiếp theo. Câu này là câu este hóa đúng không? Đúng rồi. Câu này cộng với rượu propylic, thực ra cũng không ai gọi là rượu rượu propylic đâu tại vì nó sẽ bị lẫn với các cái rượu uống được á. Rượu uống được là rượu ethanol. Còn đây thì người ta hay dùng từ là ancon propylic thì đúng hơn. Rồi bây giờ người ta cho este được điều chế từ axit hữu cơ đơn chức và rượu propylic. Propylic nó chính là C3H7 nha các em. CH3, CH2, CH2, OH được chưa? Rồi cái này đi cộng với lại là axit hữu cơ đơn chức. Axit hữu cơ thì nó sẽ có hai oxy đúng rồi ha. Rồi, bây giờ phản ứng ester hóa thì nó sẽ là R 1 COH là cái axit này đúng không? Cộng với cái ancol mình sẽ quay đầu lại nha HOR2 cho nó dễ trình bày thì thu được hỗn hợp ít gồm este ancol và axit dư để lại nước ra khỏi ít quy trình nào phù hợp để lại nước ra khỏi ít mà lại còn cho hỗn hợp trên vào trong nước mà lắc mạnh nữa axit và ancol là tan rất tốt trong nước nha các em thậm chí là rượu propylic tan tan rất là nhiều luôn tan vô hạn luôn á các em rồi cho nên ở đây thì mình không chọn được không chọn câu số 1 được nha. Bỏ nha. Cho hỗn hợp trên vào chất làm khen để hút nước. Được. được chưa? Chất làm khen ví dụ như là những cái chất như là uh, CASO4 hoặc là Na2SO4 đó thì nó có khả năng hút nước. Một số cái muối khác nó cũng hút nước được ha. Vậy thì câu số 2 là câu đúng nha. Câu số 3 là đun nóng ở 100 độ C cho nước bay hơi đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi thì dừng. 100 độ C thì nước bay hơi mà cũng có thể ăn con nó cũng bay luôn á Ăn con có thể nó cũng sẽ bay luôn ở theo cái nhiệt độ 100 độ C này rồi không được Và thậm chí cô cạn đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi hả Vậy thì được 100 độ C nó cũng bay luôn cả axit nếu như những cái axit đó nó nhỏ carbon quá ha Được chưa nên số 3 thì đung kiểu này là ổn ổn Cho hỗn hợp trên vào dung dịch H24 đặt nước bị giữ lại thì đúng Nhưng nó phá vỡ luôn cái thằng ăn con của mình mình đang cần tách nước ra thôi mà ở đây nó nó, nó cho vào các hai đặc thì có khi nó oxy hóa luôn cả ancon và axit oxy hóa mất luôn cái este đúng chưa nó nó bị thủy phân ngược trở lại cái este luôn ha vậy là câu này mình không chọn được nha bây giờ phản ứng của mình nó sẽ như thế này nè tạo ra một cái hợp chất là r 2 rồi nước tách ra thì h 2 4 ở đây nè h 2 4 đặc này nè nó đóng vai trò là nó hút cái nước này nó làm chuyển dịch cân bằng ha mình học rồi khi mà mình tác động vào hệ một cái chuyện gì đó mà làm ảnh hưởng tới cân bằng, thì cân bằng nó sẽ tự động dịch chuyển theo chiều chống lại cái sự tác động đó của mình. thì mình lấy nước ra thì nó sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra nước, đúng chưa vậy thì nó sẽ dịch chuyển theo chiều thuận. Giá hai 2.4 nó có khả năng xúc tác là nhờ cái chuyện này ha, nước nó hút ra và thậm chí nó còn cho cái H cộng vào trong cái cái nhóm OH của axit này nè để bắt đầu este hóa thôi. nhưng mà đó là cái phần cơ chế rồi mình không cần quan tâm lắm. ở đây mình chỉ hiểu là hai 2.4 ở trong trường hợp này nó tách nước được, nhưng nó cũng cung cấp H cộng để nó phá vỡ cái este này nữa cho nên dùng vừa phải thôi nếu mà dùng nếu đang là este nguyên chất mà bỏ nước vào bỏ h 2 o bốn vào á nó còn thủy phân ngược trở về nữa ha được chưa rồi à, vậy thì không ổn lắm nếu dùng h 2 o bốn đặc thì không ổn ha còn câu số 5 là làm lạnh đến không độ c thì nước sẽ hóa rắn và tách ra khỏi hỗn hợp đúng là nước hóa rắn nhưng mà axit nó cũng hóa rắn luôn Được chưa axit thì cũng có một số axit nó tầm mười mấy độ á nó mới chuyển thành dạng lỏng còn dưới mười mấy độ khoảng là không độ C thì chắc chắn là axit acetic hóa rắn rồi đó axit acetic nó có cái dạng băng nó hóa rắn được ha cho nên lúc đó cái phần tách ra không phải chỉ có nước đâu cho nên câu số 5 của mình là câu không chọn được nha các em mình lại câu số 5 nha ở đây chỉ có mỗi câu 2 thôi qua câu 23 nè câu này người ta kêu mình viết cái phương trình ha axit ở đây công thức nó cho là CNHM đúng không CNHM không chưa chỗ này là CNHMO2. Mà mình muốn chuyển nó về dạng axit tức là phải có cái đuôi COOH đúng không? Vậy phía trước mình phải trừ bớt một carbon ra để mình lấy một carbon tạo đây. Thì nó sẽ là CN 1 HM 1 hay kem. Đúng chưa? Vậy thì lại ngay đáp án B, lại ngay đáp án C rồi đúng không? Chỉ có hai câu A và D đúng được cái axit. Ancon thì ancon propylic thì nó sẽ mình sẽ viết là CH 3CH2, CH2OH là đúng nhất thôi em. Nhưng mà ở đây thì viết CH7 cũng được, gom lại cũng không sao. Vậy thì à, nhìn cái đáp án coi. Ờ, à, tự nhiên chỗ này nó mất đi cái H rồi. Cái đầu này là đầu R thôi em, nó không có bị thay đổi trong quá trình este hóa đâu, được chưa? Giống như câu bên này nè, thì có vẻ là R1 nó vẫn là R1 bên này ha. Nó không bị mất hero đi. Tự nhiên câu số... Uh, uh, chỗ này thì tự nhiên cái câu... Uh, D nè, tự nhiên nó được thêm hero chứ, tự nhiên nó được thêm hero là sai rồi. Từ M trừ 1 thì nó phải giữ nguyên là M trừ 1 nha. Câu này là câu A mới đúng. Mình qua câu 24 là câu cuối cùng nè. Một sinh viên thực hiện thí nghiệm tổng hợp ethyl acetate từ rượu ethylic và axit acetic. Tức là người ta cho nguyên cái hỗn hợp là CH3COH và C2H5OH. Cho cái này đun nóng trong H2O4. Thì thu được là H2O4 ha, đặt. Thì thu được cái hỗn hợp gồm nè este tạo thành là đúng không? Rồi uh, axit nè đúng chưa? Axit còn dư, anh con còn dư, tại vì phản ứng thuận nghịch mà đúng chưa? Mình học rồi nè, phản ứng thuận nghịch lúc nãy mình làm bên trên câu 23 nè đúng chưa? Thì uh, nó sẽ có nước hình thành và H2 O bốn đặc nữa được chưa? Đó, nó sẽ gồm năm thứ này trong cái hỗn hợp sau phản ứng. Bây giờ làm sao mà tách ra được cái este đúng chưa? Bây giờ ta hỏi như vậy. Câu A là đun nóng y với thu toàn bộ chất bay hơi vì etinacetat dễ bay hơi câu này thì cũng được đó tại vì nhiệt độ sôi của này đúng là nó thấp thấp nhất trong tất cả những thằng này nhưng mà nó có tầm sáu mấy độ còn thằng này thì nó bảy mấy độ cái nhiệt độ sôi nó chênh lệch không nhiều cho nên khi mà mình đun cỡ sáu mấy độ thì hai thằng này nó cùng bay hơi ra thôi kem được chưa thậm chí là mình để anh con Delic, bình thường mình không đun nóng nó còn bay mà đúng chưa rượu thôi chứ không cần tới là anh con zelic đậm đặc như thế này nữa cho nên chắc chắn là nó sẽ có lẫn đó trên câu a là mình không chọn được nha Câu B lắc y với dung dịch NaHCO3 5%. Acid acetic và xúc tác H2O4 sẽ phản ứng tạo ra tạo ra muối đúng không? H2O4 thì tạo ra Na2CO3. Còn acid acetic thì tạo ra được là natri acetat CH3CO Na đúng không? Vậy thì lúc đó những cái chất đó nó sẽ tan trong nước đúng không? Rồi nó sẽ kéo theo dòng nước đi ra. Còn cái chất này thì không tan trong nước, nó sẽ nổi lên trên bề mặt của nó ha. Hiện tượng hai chất lỏng không tan vào nhau thì đó gọi là hiện tượng phân lớp. Giống như kem đổ dầu vào trong nước vậy đó được chưa thì cái lớp dầu bên trên á thì mình có thể dùng gạn mình mình cho nó nước nó nó đi ra mình chiết được mình chiết bỏ phần lớp nước bên dưới thì mình lấy cái lớp dầu bên trên thì đó chính là este được chưa đó thì cái nguyên tắc của câu b là như vậy ha câu b là câu đúng nha đúng trong phòng thí nghiệm luôn á còn câu c cho nhco 3 rắn dư vào y thì theo lý thuyết thì nó có thể phản ứng được với hai cái này nhưng mà ở đây là nước nó rất là ít các em trong quá trình đun nóng này nè nước này nó chỉ là cái sản phẩm sinh ra từ quá trình este hóa thôi chứ ban đầu là dùng hai cái chất này là nguyên chất luôn á cho nên nó sẽ không có dung dịch nước ở đây cho nên nếu mà mình cho nahco 3 rắn vào á thì nó không có nước để cho thằng này nó nó nhiệt phân ra tại vì nên nahco 3 rắn vào chắc chắn là nó sẽ có tạo muối ngậm nước với cái này và có thể là nó sẽ hòa tan thành dung dịch bảo hòa luôn rồi thì lúc đó axit nó sẽ không có môi trường để phân ly ra cộng tốt được chưa các em thì lúc đó nó sẽ lẫn với thằng este bên trên luôn hay nó không tan trong nước nó sẽ lẫn với thằng este bên trên luôn lẫn với thằng axit bên trên này luôn được chưa axit và ancon và este nó sẽ tan vào với nhau trong một cái hỗn hợp luôn lúc đó là rất, rất khó tách ra được chưa các em muốn tách thì mình phải có nhiều nước vào thì lúc đó những cái chất sau á nó mới tan tốt trong nước và cái phần este không tan nó mới nổi bên trên chứ đây mà mình còn cho nhco 3 vào thì nước nó còn mất dần nữa được chưa nước nó đã bị hấp thụ với h2o4 đặc nữa rồi không có môi trường để phân ly ra H cộng để cho cái thằng axit acetic này phản ứng đâu. Trên câu C là không có ai làm như vậy trong phòng thí nghiệm cả. Người ta dùng là dùng dung dịch NaHCl3 chứ không dùng NaHCl3 rắn. Câu D nè, rửa hỗn hợp Y với nước để loại xúc tác. Đúng rồi đúng không? Có thể được. Sau đó cô cạn. À, cô cạn là thấy sai rồi nè. Cái chất không bay hơi là ethyl acetate là sai. Đây là chất dễ bay hơi nhất trong các chất mà. Đúng không? Cho nên khi mà cô cạn thì nó bay hơi đầu tiên đó chứ. Cho nên ở đây là phân tử khối là đúng nhưng mà khó bay hơi là sai rồi nha. Câu D này là câu sai nha các em. Vậy là chỉ có câu B đúng thôi. Rồi vậy thì trong cái khóa học ôn thi cấp tốc này mình sẽ có những cái nội dung gì ha. Thì mình sẽ dựa trên cấu trúc của đề thi mẫu của đại học quốc gia thôi. Được chưa? Mình sẽ ôn các cái chủ đề liên quan tới trong đề thi đúng không? Những cái chủ đề nào mà thầy nghĩ là nó sẽ ra với lại là những cái đề chủ đề nào mà đề thi mẫu ra rồi nè. Và các bạn đi thi các năm trước về cũng nói với thầy là nó sẽ gồm những cái phần nào thì tập trung ôn đúng những cái phần mà trọng tâm nhất thôi. Tại vì tính chất của khoa học này là tính chất cấp tốc mà. Ở đây thì mình sẽ mở bung cái nội dung ra nè, đây. Thì năm 2022 thì sẽ dạy những cái chủ đề này ha, mình sẽ chia thành là chủ đề phản ứng đốt cháy nè. Thì mình sẽ thêm sáu câu khác liên quan tới trong này, liên quan tới những cái câu đốt cháy của đề thi mẫu mà mình sửa lại mình có thể tăng độ khó là một chút. Tại vì ví dụ như trong đề thi mẫu của các năm này á nó chỉ mới đốt cháy về hydrocarbon đốt cháy về este thôi chứ chưa có những cái phần đốt cháy những hợp chất chứa clo chứa nitơ kiểu như vậy ha thì những cái phần mở rộng hơn thì sẽ đưa vào trong cái 6 cái câu liên quan tới trong khóa học 2022 này được chưa mình sẽ gom gọn lại 6 câu thôi học trọng tâm vào đây thôi tiếp theo về cái phần quan trọng là phần nguyên tử và tuần hoàn thực ra phần này nó nằm trong sách giáo khoa lớp 10 và nó có mở rộng thêm một chút ha hơn hơn sách giáo khoa một chút thì đề thi chính thức đề thi mẫu với đề thi mẫu đánh giá năng lực và đề thi chính thức các bạn đi thi về cũng nói luôn chắc chắn là có cái phần nguyên tử quanh tuần hoàng này cho nên mình cho nên mình cũng sẽ ôn 6 câu liên quan tới nguyên tử và tuần hoàng ha mở rộng ra các cái kiểu như là mình viết cấu hình e ở trong bài này thì người ta cho mình cấu hình e sẵn rồi nhưng mà có một số bài tập người ta cho mình cái số lượng e ở trong của một nguyên tử rồi mình phải viết ra dựa vào trên cái cấu hình e sau khi mình viết ra rồi mình tìm tính chất của nó đó là những cái chủ đề liên quan tới nguyên tử ha còn bản tuần hoàng ví dụ như là nhóm chia thành từng nhóm, chia thành từng chu kỳ nó sẽ như thế nào với nhau. Quy luật tuần hoàn nó như thế nào. Thì mình cũng đưa vào trong cái chủ đề này luôn ha. Tổng cộng 6 câu mình sẽ quét hết toàn bộ các dạng. Rồi về cân bằng hóa học, đây là cái phần khó nhất nè. Đây, đây là cái phần khó nhất tại vì nó nằm trong phần giảm tải của lớp 10. Được chưa? Phần cuối của lớp 10 nó có nhưng mà chương trình cũ người ta đã lượt bỏ đi rồi. Nhưng mà bây giờ thi đánh giá năng lực nó lại cho ngược lại. Cho nên mình phải ôn kỹ. Đây là phần mà mình sẽ học khá là dài nha. Cơ bản hóa học mình sẽ giải thích khá là nhiều trong này hữu cơ và vô cơ thì cái này nó quá quá chặt chẽ đối với cái phần ôn thi tốt nghiệp rồi cho nên phần này thì sẽ làm sơ thôi nó không quá kỹ như là cơ bằng hóa học và nguyên tử hóa tuần hoàn mình chỉ có một số buổi thôi mà mình sẽ ôn thi cấp tốc cho nên phần này thì sẽ làm cho nó gọn nhẹ thôi được chưa tiếp theo là những cái câu hỏi theo cụm được chưa câu hỏi theo cụm thì nó thường hay chứa 3 tới bốn câu được chưa ví dụ người ta cho một cái một cái phần đọc hiểu phía trên rồi bắt đầu tham gia vào làm các cái câu hỏi liên quan tới cái cái, cái phần thông tin người ta cho giống như đọc hiểu vậy đó nhưng mà phải vận dụng thêm kiến thức bên ngoài nữa thì đó thì mình sẽ chia thành các chủ đề này tốc độ phản ứng ví dụ như là tìm cái sự thay đổi của tốc độ phản ứng nếu mà nhiệt độ tăng đó nếu mà cho xúc tác vào thì sao kiểu như vậy ha rồi về hóa học phân tích thì mình có một cái câu liên quan tới xác định cái nồng độ hypochlorite đó đúng không? H. Uh, cái ion sẽ là trừ đó đúng chưa thì sẽ có một số câu tương tự như vậy nữa không phải là phân tích chất đó nữa ví dụ như phân tích về cái nồng độ CO3 hai trừ và HCO3 trừ là sao một dạng bài khá là quen thuộc đối với tốt nghiệp trung học thông nhưng mà thực nghiệm thì chưa có nhiều đúng không cho nên mình sẽ đưa vào trong thực nghiệm học phân tích này luôn đó rồi một số câu khác nữa ha mình sẽ có 10 câu tức là mình sẽ phân phân loại ra ba câu vô vô cùng vô cùng một cụm 4 câu vô cùng một cụm kiểu như vậy ha đó mình sẽ gom lại 10 câu mỗi cái chủ đề này rồi về hữu cơ cũng vậy, về thực nghiệm vô cơ cũng vậy. Ở đây có một cái này nè. Các em nhìn thấy đề thi mẫu nó chỉ cho là thực nghiệm hữu cơ. Nhưng mà các bạn học trò của thầy mấy năm trước đi thi ấy, thì về có báo lại là có một số câu liên quan tới thực nghiệm vô cơ nữa. Đề thi mẫu không cho nhưng mà đề thi chính thức cho. Cho nên thầy vẫn sẽ ôn luôn nha, vẫn sẽ ôn luôn phần thực nghiệm vô cơ nữa. Một số chủ điểm thực nghiệm vô cơ giống như là điều chế khí cờ lo, nhiệt phân KM4, đó kiểu như vậy thì thầy sẽ đưa hết vào trong thực nghiệm vô cơ. Rồi ha, vậy thì tổng cộng mình sẽ có 80 câu về phân tích từng cái kỹ năng giải nè, từng cái kiến thức cơ bản để mình giải quyết được những những câu liên quan tới môn hóa. Đó, mình sẽ tập trung vào 80 câu này. Sau đó thì cái tuần cuối cùng trước khi thi á, thì có gom thêm bốn cái đề, bốn cái đề thì nó sẽ khác hoàn toàn với những cái đề bên này ha, nhưng mà nó sẽ dựa trên những kiến thức mình đã học thôi để các em làm bốn cái đề này Bốn cái đề này thì hợp tác với nhiều thầy cô khác nữa chứ không phải là mỗi môn hóa không. Thì trong đó môn hóa thì mình có 10 câu, thầy sẽ chia thành dạng ý như thế này ha. Mình sẽ làm bốn cái đề này để cho nó quen tay, tăng phản xạ trong phòng thi thôi, được chưa? Thì mình sẽ thêm là bốn đề này tương ứng với 40 câu hỏi của phần môn hóa, cũng chia theo cấu trúc tương tự như bên, bên trên này các em nhìn thấy không? Cũng là bốn câu, bốn câu liên quan trải đều những cái chủ đề này và sáu câu bên dưới nó đi theo cụm, được chưa? Thầy sẽ làm hai cụm, mỗi cụm ba câu hỏi, được chưa? Đó, nó sẽ theo cấu trúc tương tự như đề thi mẫu và đề thi chính thức của đánh giá năng lực ha rồi hẹn gặp lại các em ở trong khóa học